chương 1621, động phủ xuất hiện. Phía trên biển nham thạch nóng cháy đột nhiên nổi lên trận trận khí lãng, nó từ từ lan rộng ra đến mấy ngàn trượng, trong thiên địa không ngừng truyền đến vô số ba động mơ hồ như báo trước sẽ có cái gì đó xuất hiện. Biến cố xảy ra phía trên biển nham thạch kéo theo không ít sự chú ý của những người có mặt kèm theo ánh mắt kinh hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng nhìn qua biến động ở bên dưới, mục quang mang theo sự cảnh giác. Hắn vẫn chưa quên sinh vật thần bí bên trong cổ đế động phủ kia sinh vật thủ hộ kia, nếu xuất hiện sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chiến cuộc ở trên này. Suy tại lúc sự chú ý của tiêu viêm đang tập trung vào biến động xảy ra phía trên biển Nham Thạch, cũng là lúc không gian phía sau hắn chuyển đến một đợt xung động nhẹ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nuôi chật vật hiện ra, nguyên bản thân thể của hắn được bao phủ, bởi khí tức tử vong nồng đậm lúc này cũng đã giảm bớt, chỉ còn thấy một bộ dáng trọng thương nghiêm trọng. Vậy mà không chết, cảm ứng được ba động phía sau, tiêu viêm quay đầu lại nhìn qua đạo thân ảnh có chút chật vật, trong mắt hắn không khỏi hiện lên nét kinh ngạc. Bất quá khi ánh mắt hắn dừng lại trên tay hồn sinh thiên đang nắm giữ một người, khuôn mặt tiêu viêm lại hiện lên nụ cười nhạt, kẻ được hồn sinh thiên mang ra đúng là lão già hồn nguyên thiên, chỉ có điều hiện đang không biết hắn còn sống hay đã chết. Tiêu viêm thi triển hơn 10 đạo hủy diệt hỏa liên, hơn nữa còn đem tử vong, chi môn tự bạo tạo ra một lực phá hoại khủng bố làm, cho người khác phải cảm thấy sợ hãi. Mặc dù hồn nguyên thiên hai người đường đường là bát tinh đấu thánh, cường giả nhưng dưới sức phá hủy khủng bố đó thì cũng phải một chết một trọng thương thân ảnh vừa hiện ra hồn sinh thiên liền liên tục phun ra từng mụ máu tươi ánh mắt có chút sợ hãi nhìn thoáng qua tiêu viêm trước mặt mặc dù trong lòng rất oán hận tiêu viêm nhưng hắn minh bạch với loại trạng thái của hắn hiện nay không thể tiếp tục cùng tiêu viêm chiến đấu hắn cắn răng một cái rồi sau đó lập tức mang theo hồn nguyên thiên đang trọng thương rời đi tiêu viêm ánh mắt liếc qua hồn sinh thiên đang bỏ chạy nhưng cũng không có xuất thủ truy kích tuy nói hắn đã sắp đặt tất cả để đánh cho hai tên lão giả của hồn tộc một chết một bị thương nhưng không thể phủ nhận hắn cũng đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ hơn nữa trong lúc đà xá cổ đế rộng phủ sắp xuất hiện cũng làm cho hắn phải tập trung tinh thần mà hồn sinh thiên cho dù có thể chạy thoát cũng không cách nào có thể tiếp tục tham chiến được nữa ao ao biển nham thạch nóng chảy phía dưới xoay chuyển càng ngày càng kịch liệt nó không ngừng phát ra những âm thanh kinh thiên động địa vang khắp bầu trời hắc sắc vực ẩm trên bầu trời chợt vang lên một tiếng nổ mạnh sau đó hai thân ảnh chật vật liền hiện ra, chỉ thấy hai người toàn thân tử khí có chút tán loạn, chiến lực cũng giảm bớt mấy phần. Dù sao lấy thực lực của bọn họ mà muốn ngăn chặn cổ nguyên cũng có chút quá sức, trong trận chiến của cường giả loại này, chỉ cần thoáng có chút bất cẩn sẽ tạo ra thương thế không nhỏ. Hư vô đại nhân, chúng ta không thể ngăn cản được hắn A. Tên lão giả khuôn mặt có chút tái nhợt, tử khí toàn thân, như muốn tán đi đưa mắt nhìn sang thân hình được bao phủ trong hắc viêm, cũng có chút tán loạn của hư vô thôn viêm, khàn giọng nói, hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm chợt ba động, hắn có chút không cam lòng. Hắn mặc dù cũng đã tiến vào đế cảnh linh hồn, nhưng hắn vẫn không có cách nào chống lại cổ nguyên. Hắc viêm trong mắt hư vô thôn viêm chợt ba động, hắn có chút không cam lòng. Hắn mặc dù cũng đã tiến vào đế cảnh linh hồn, nhưng hắn vẫn không có cách nào chống lại cổ nguyên. Bất quá, hắn cũng minh bạch hư vô thôn viêm ba người dốc hết toàn lực, cũng chỉ muốn đem hắn ngăn trở mà thôi. Hồn thiên đế, ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang cầm trong tay đà xá cổ đế ngọc, ánh mắt cổ nguyên hiện lên hàn mang dày đặc, chỉ thấy không gian xung quanh hắn chợt ba động, cổ nguyên liền xuất hiện ở phía sau lưng hồn thiên đế, thiên địa nhất thời dao động mạnh cuối cùng hình thành, nên một cự trưởng hung hăng nhằm hướng hồn thiên đế công kích đến. Dầm, đối diện với công kích của cổ nguyên, hồn thiên đế ngược lại lớn tiếng cười to, hắn liền vung quyền đánh ra một chiêu phá toái hư không đem cự trưởng của cổ nguyên đón đỡ. Cổ nguyên, người đã chậm rồi, hiện tại cùng nhau đợi đà xá cổ đế động phủ xuất thế đi thôi. Thân hình hồn thiên đế chợt lui nhanh về phía sau, đà xá cổ đế ngọc luôn được hắn giữ chắc trong tay. Nghe được lời nói của hồn thiên đế, sắc mặt cổ nguyên nhất thời trầm xuống, hắn đưa mắt liếc nhìn biển nham thạch nóng chảy bên dưới, quả nhiên nhìn thấy biển nham thạch đang nóng chảy chợt như lớn hơn 10 lần. Dầm 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 nương theo biển nham thạch đang ngày càng khuếch đại, một hòa trụ khổng lồ từ nham tương phóng xuất ra làm, cho song phương đều có không ít người bị che khuất tầm mắt có người còn bị nhiệt độ kinh khủng của cột hỏa trụ làm cho bị thương. Nhìn qua hỏa trụ khổng lồ, trong mắt hồn thiên đế nhất thời hiện lên vẻ cuồng hỉ, hắn có thể cảm nhận được đà xá cổ đế ngọc trong tay đang dần nóng lên. Soạt một ngọn sóng nham thạch cao đến ngàn trượng phun lên trời, trong lúc đó nham thạch đang cấp tốc xoay chuyển bên dưới dần dần chậm lại rồi dừng lại. Tại khi nham thạch bên dưới rừng xoay tròn, một cự đại nham thạch bắt đầu nhô lên, xích hồng nham thạch nhanh chóng khuếch tán ra, một cánh cửa cổ xưa hiện ra dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mang theo một ít cùng nhiệt. Trên cửa đá, nham thạch nóng chảy rất nhanh rút đi, một loại khí tức cổ xưa tràn ngập cả phiến thiên địa. Tại lúc khí tức cổ xưa này xuất hiện, đến cả siêu cấp cường giả như là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cũng không thể phủ nhận trong tâm bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Đó là một loại khí tức của thiên địa, trên không trung, vô số đạo ánh mắt đều tập trung tại phiến cửa đá cổ xưa kia, cuối cùng tất cả ánh mắt đều tập trung trên bốn chữ cổ khắc phía trên cửa đá, Cổ Đế Động Phủ. Hồn Thiên Đế hai mắt vào lúc này bắn ra hai luồng ánh sáng kinh nhân, mặc dù định lực của hắn rất cao nhưng khi tận mắt nhìn thấy dòng chữ đã có hơn ngàn năm tuổi kia thì nội tâm cũng không thể kiềm chế được sự dao động. Rốt cục cũng tìm được rồi. Hồn Thiên Đế tự lẩm bẩm nói, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm rền vang vọng khắp chân trời. Kia chính là cổ đế động phủ trong truyền thuyết, Cổ Nguyên lúc này cũng trở nên thất thần, hắn có chút kinh ngạc nhìn qua phiến thạch môn cổ xưa kia, khí tức trên cánh cửa làm cho hắn hiểu được đây thật sự không phải là đồ giả mà chân chính là di vật của cường giả đấu đế chỉ có di vật của đấu đế để lại mới có thể làm cho hắn có cảm giác run sợ từ trong nội tâm nhìn phiến thạch môn cổ xưa xuất hiện một lát sau cổ nguyên mới hồi phục lại tinh thần trong mắt hắn lúc này hiện lên vẻ phức tạp chỉ vì cổ đế động phủ này mà viễn cổ bát tộc không chỉ một lần giao thủ nhưng đến cuối cùng không một ai đủ sức đạt được không nghĩ đến tại ngàn năm sau khi bát tộc chỉ còn lại bốn tộc lại có thể đem triệu hoán ra cự đại hạch môn cổ xưa hiện ra sừng sững trên biển nham thạch nóng chảy cũng làm cho mọi người có mặt tại đương trường cảm thấy mình thật sự nhỏ bé đi rất nhiều phiến thạch môn này liền phẳng phất như một phương của thiên địa dị thường huyền ảo hô thở một hơi thật dài tiêu viêm tuy rằng đã lần thứ hai thấy phiến thạch môn cổ xưa kia nhưng vẫn như cũ trong nội tâm không khỏi dâng lên một chút sợ hãi cùng thán phục hắn có thể nhận thấy càng đến gần thạch môn càng có thể cảm nhận được cổ uy áp mãnh liệt theo suy đoán của hắn những người ở đây có thể đến gần thạch môn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cổ đế động phủ đã xuất hiện hồn thiên đế chỉ sợ sẽ động thủ cướp đoạt quả đế phẩm đan dược chưa thành hình kia bất quá tại sao sinh vật thần bí thủ hộ kia tại sao vẫn chưa xuất hiện tiêu viêm mục quang chợt lóe hắn có chút cảnh giác nhìn về phía biển nham thạch nóng cháy bởi vì sự xuất hiện của phiến thạch môn cổ xưa làm cho không gian xung quanh hiện lên một cổ uy áp kỳ dị dưới cái loại uy áp này cho dù là lấy đế cảnh linh hồn của tiêu viêm cũng không thể nào phát hiện được động tĩnh bên trong. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế hít thở mấy hơi thật sâu rồi liền đè nén cổ nội tâm đang dao động, bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, đà xá cổ đế ngọc mơ hồ xuất hiện ba động. Tại lúc cổ ngọc lóe ra quang mang, phiến thạch môn cổ xưa kia chậm rãi có dấu hiệu mở ra. Nhìn một màn đang diễn ra, khuôn mặt Hồn Thiên Đế liền xuất hiện tia cuồng hỉ, nhưng mà chưa đợi hắn tiến thêm một bước, một đạo thân ảnh đã nhanh chóng xuất hiện đem cổ ngọc trong tay hắn đoạt đi. Hắc Cổ Nguyên ngươi vẫn là chịu không nổi rồi sao? Thấy thế, Hồn Thiên Đế chợt cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên liền hiện ra ở phía xa. Muốn mở ra động phủ đâu có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyên cũng là cười lạnh, thân hình hắn một lần nữa chớp động như bóng với hình theo sát Hồn Thiên Đế, làm cho lão không có nửa điểm thời gian để mở ra động phủ. Ngươi, nhìn thấy Cổ Nguyên cố sống cố chết bám theo, sát ý trong mắt Hồn Thiên Đế cũng bắt đầu khởi động, thực lực của hắn cùng với Cổ Nguyên không phân biệt, nếu người kia cố tình bám đuổi, hắn thận không có cách nào để phân tâm mở cửa động phần đông những ánh mắt đang theo dõi một màn rượt đuổi kia quyền đầu trong tay chỉ có thể nắm chặt dưới loại tình huống giao phong này bọn hắn cũng là không đủ khả năng để tham gia ao ao nhìn thoáng qua trận đấu đang diễn ra trên bầu trời tiêu viêm chợt nghe âm thanh gì đó phía dưới bãi nham thạch ánh mắt hắn lập tức chuyển xuống nhưng mà lại không phát hiện biển nham thạch có chút động tĩnh nào nhìn một màn đang diễn ra tiêu viêm khẽ nhíu mày ánh mắt hắn tập trung nhìn chằm chằm vào bãi nham thạch phía dưới Đồng tử đột nhiên co rút lại, nghiêm tiếng quát, "Mau rời xa khỏi biển nham thạch." Tại lúc tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm vang lên, biển nham thạch đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vạn trượng sóng lãng, ngay sau đó một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên khắp phiến thiên địa tại lúc tiếng hống, như từ viễn cổ vọng ra, cổ nguyên cùng hồn thiên đế sắc mặt đều biến đổi, trùng khí tức này so với bọn hắn không hề yếu hơn. Ha ha ha, bổn hoàng rốt cục lại nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Vạn trượng nham thạch bên dưới chợt phóng lên cao ngay sau đó một đạo khí tức khủng bố làm cho thiên địa biến sắc, cũng từ trong nham thạch bạo dũng mà ra. Chương 1622, nguy cơ trước mắt. Xích hồng nham thạch nóng chảy phẳng phất như muốn thôn phệ cả thiên địa, chỉ cần phóng mắt nhìn đi thì đều thấy cả phiến thiên địa như bị vạn trượng nham tương làm cho biến thành một hỏa lô khổng lồ. Đại quân song phương, bởi vì khí lãng từ đạo sóng nham tương kia mà vội vang lùi về phía sau, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về biển nham thạch phía dưới kia, đến lúc này bọn hắn cũng đã cảm nhận, được cái sinh vật cực kỳ bí ẩn phía bên trong biển nham thạch kia đáng sợ thế nào cổ nguyên cùng hồn thiên đế lúc này cũng đã ngừng tay cả hai đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía biển nham thạch bên dưới lúc đạo khí tức hung hãn kia xuất hiện mặc dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng cảm thấy một loại hương vị nguy hiểm xem ra đúng như lời tiêu viêm đã nói bên trong động phụ có một sinh vật thần bí thủ hộ sắc mặt cổ nguyên lúc này đã trở nên ngưng trọng ánh mắt mang theo quang mang lập lòe nói ầm ầm sóng nham thạch sau khi phóng lên cũng là ầm ầm đổ sập xuống lọt vào biển nham thạch nóng chảy bên dưới tạo thành một con sóng khổng lồ đem ngọn sơn phong chỗ xa kia bao phủ xuống theo con sóng khổng lồ đó hạ xuống bên trong biển nham thạch một sinh vật cự đại hiện lên chỉ thấy thân thể nó được bao quanh bởi vô số lân phiến to lớn tuy chỉ mới là một đoạn thân thể nhưng thể tích nó đã cực kỳ khổng lồ nó không ngừng lộ ra uy áp cường đại lúc này sinh vật thần bí khổng lồ đó quay đầu nhìn lên phía bầu trời đang tụ tập rất đông nhân mã trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự có người tập hợp đủ đà xá cổ đế, ngọc để triệu hồi ra cái cổ đế động phủ chết tiệt này a. À. Cự nhãn của nó đảo qua đám nhân mã trên bầu trời, sau đó tập trung tại trên người Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, tuy rằng nhân số trên bầu trời tụ tập rất đông, nhưng có thể làm cho nó có chút trịnh trọng đối đãi, cũng chỉ có hai người này mà thôi. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế, ánh mắt đã trở nên ngưng trọng cảnh giác nhìn sinh vật thần bí bên dưới, mặc dù lấy kiến thức hai người đều không có cách nào nhận ra thân phận của quái vật khổng lồ này, dù sao cái mà bọn hắn nhìn thấy giống như chỉ là một góc của tòa băng sơn mà thôi. Tại hạ cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, không biết các hạ là, Cổ Nguyên hướng về phía sinh vật thần bí chắp tay, sau đó trầm giọng nói: "Một bên hồn thiên đế, cũng sợ Cổ Nguyên sẽ liên thủ cùng với sinh vật thần bí kia, nên lập tức chắp tay hướng sinh vật thần bí báo ra thân phận, trong ngôn ngữ lộ ra vẻ hết sức khách khí. Cổ tộc, hồn tộc, tựa hồ năm đó vẫn chưa có cái gì danh vọng a." À. Không nghĩ hiện tại lại có thể tập hợp được Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nghe được cổ nguyên cùng hồn thiên đế báo danh, thần bí sinh vật cũng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho nham thạch nóng chảy trên mặt biển lóe lên từng đạo hỏa trụ. Nghe được lời nói của sinh vật thần bí kia, cổ nguyên cùng hồn thiên đế đều khẽ giật mình, tựa hồ thời gian tồn tại của sinh vật kia đã cực kỳ lâu đời, thật sự thì đúng là, tại vài vạn năm trước đó hồn tộc cùng cổ tộc chưa được coi là cái gì cường tộc. A, à, ai đem cổ đế động phủ triệu hoán ra? Xem như bổn hoàng đã thiếu nợ người đó một phần nhân tình rồi, tựa hồ không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, sinh vật thần bí lại lần nữa lên tiếng. Nghe vậy, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đều biến sắc, kẻ trước sắc mặt trở nên khó coi, mà người sau lại hiện lên sắc mặt cuồng hỉ. "Ha ha, vị bằng hữu kia, cổ ngọc ở trong tay ta, người nói xem ai có thể triệu hồi ra cổ đế động phủ." Hồn Thiên Đế tiến lên trước một bước, cười nói. Cự nhãn của thần bí sinh vật nhìn về phía Hồn Thiên Đế chợt hiện lên cường quang thân thể to lớn của nó, liền nhanh chóng thu nhỏ hóa thành một vị nam tử tóc màu tử kim, đồng tử kim sắc nồng đậm uy áp nhìn về phía hồn thiên đế, cười nhạt một tiếng nói, nợ ngươi một điểm nhân tình đúng ra nên giúp ngươi một chút, nhưng bây giờ ta đang có những chuyện khác nên về sau mới tính toán lại đi. Hô cổ nguyên lặng lẽ thở dài một hơi nhìn hồn thiên đế, bên cạnh khuôn mặt không nhịn được có chút run rẩy, trong mục quang hiện lên hàn mang lưu động, nếu không phải kiêng kỵ thực lực khủng bố của người thần bí này, hắn sớm đã hạ lệnh đem người này giết chết. Trung niên nam tử sau khi nói chuyện xong cũng không chú ý đến vẻ mặt hồn thiên đế, đồng tử kim sắt nhanh chóng quét qua bầu trời, sau đó dừng lại trước một nhân ảnh, trong đồng tử lập tức hiện lên vẻ băng lãnh. Trên bầu trời, tiêu viêm vừa thấy được thần bí, nhân ánh mắt tập trung lên chính mình sắc mặt tức thì đại biến, ra hỏa này chẳng lẽ nhận ra ta sao? Tiểu tử, mau qua đây cho bổn hoàng. Trung niên nam tử nhìn qua tiêu viêm, đại thủ vươn ra cùng với một tiếng long ngâm, sau đó một đạo kim hoàng sắc cự chảo phá không mà ra nhằm hướng tiêu viêm chụp xuống. Đáng chết! Vừa thấy thần bí nhân nói xong liền động thủ, sắc mặt tiêu viêm dị thường khó coi, thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, ngay sau đó thi triển ra hoàng tuyền thiên nộ. Soạt linh hồn âm ba hung hăng công kích trên kim sắc cự chảo, nhưng lại không gây ra chút sức mẻ nào cho nó. Các hạ, không biết tiêu viêm liệu có chỗ nào đắc tội. Nhìn thấy một màn này, cổ nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng quát. Mục tiêu của ta là hắn, nếu ngươi muốn nhúng tay ta cũng sẽ không tha. Nghe được tiếng quát của cổ nguyên, thần bí nhân lạnh lùng quát lại, tại mấy ngày trước khi tiêu viêm, tiến vào bãi nham tương hắn đã cảm nhận được trong máu của tiêu viêm, có hương vị của con hắn. Loại huyết mạch này chỉ có trong tộc của hắn mới có mà tên nhân loại tiêu viêm, cũng chảy dòng máu này, hiển nhiên kết quả chỉ có một, đó là tiêu viêm đã từng luyện hóa qua huyết mạch của hài tử của hắn. Nói không chừng con của hắn đã trúng phải độc thủ của tiêu viêm. Tưởng tượng đến điểm này, thần bí nhân trong mắt sát ý lập tức càng trở nên nồng đậm. Ha ha, cổ nguyên, xem ra ông trời cũng không đứng về phía ngươi. Hồn thiên đế cũng vì một màn đang xảy ra mà ngẩn người, sau đó phục hồi lại tinh thần không nhịn được cất tiếng cười sảng khoái. Cổ nguyên sắc mặt lúc này đã tái nhợt, tuy hắn không biết thần bí nhân kia vì nguyên nhân gì lại nhằm vào tiêu viêm đuổi giết, nhưng bất kể như thế nào tiêu viêm cũng là con rể của hắn, là thành viên của liên quân, hắn không thể trơ mắt nhìn tiêu viêm bị đánh chết. Vì thế lập tức cổ nguyên liền tức giận quát lên, ngăn hắn lại nghe được tiếng quát của cổ nguyên nhân mã bên phía liên quân đám người lôi doanh cũng là cắn răng xuất thủ tiêu viêm không phải là nhân vật bình thường của bên liên quân mà có thể nói bỏ là bỏ được vì vậy bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn hừ đang chặn đường tiêu viêm nghe được xung quanh phát ra những âm thanh xé gió thần bí nhân liền hừ lạnh một tiếng chỉ thấy mãnh liệt âm ba từ trong thiên địa hướng xung quanh công kích đến phanh phanh lôi doanh vừa mới lao tới còn chưa kịp xuất thủ đã bị cỗ sóng âm đáng sợ đánh tới làm, cho thân hình trực tiếp bị bắn ngược về sau, huyết khí trong cơ thể sôi trào không ngớt, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, để mạng lại. Thần bí nhân thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm, sau đó một trường liền xuất ra nhắm tới đỉnh đầu tiêu viêm bổ xuống, dầm ngay khi thần bí nhân ra tay, một cự đại quang trạch cửu sắc xẹt qua phía chân trời cuốn lấy thân thể tiêu viêm, sau đó gấp tốc lui lại phía sau. Cửu thải thôn thiên mãng thật không nghĩ đến thế gian vẫn còn tồn tại loại này a à. thần bí nhân cũng bởi vì một màn vừa xảy ra mà có chút giật mình ánh mắt quét qua bầu trời phía xa chỗ cửu thải cử mãng kinh ngạc nói kim đế phần thiên trảm kim sắc hỏa diễm tại lúc tiếng quát vang lên trong thiên không đã hóa thành một đóa hoa kim sắc lớn mấy ngàn trượng hung hăng hướng phía thần bí nhân bổ xuống phanh đối diện với thế công mãnh liệt áp tới thần bí nhân vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản một quyền đánh ra trong nháy mắt liền đem quang hoa kia làm cho sụp đổ chỉ là chút tài mọn. Một quyền đánh tan quang hoa, thần bí nhân cười nhạt một tiếng, kim sắc đồng tử nhìn về phía Tiêu Viêm ở phương xa, bước chân khẽ động liền xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn Tiêu Viêm gần ngay trước mặt, thần bí nhân trong mắt hung quang đại thịnh, tử kim quang ấn tuôn ra hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đánh tới. Đi! Nhìn quang ấn xuất hiện tại trước mặt, không gian xung quanh thì đã bị phong tỏa, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, trong ánh mắt hắn lúc này chợt hiện lên vẻ điên cuồng hắn đánh ra một trường làm xuất hiện một cổ cự lực mạnh mẽ hình thành nên một lồng bảo hộ quanh thân thể huân nhi ngược lại thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng hắn lại muốn tự bạo thân thể tuy nói rằng đạt đến cấp bậc như tiêu viêm hiện tại cho dù tự bỏ thân thể cũng không chết được nhưng mà hậu quả xảy ra đối với hắn là hết sức nghiêm trọng thậm chí có thể ảnh hưởng đến thực lực của bản thân hắn sau này nhưng dưới tình huống này tiêu viêm hắn không có đường khác để lựa chọn dừng lại đi nhìn thấy một màn đang diễn ra huân nhi sắc mặt tái nhợt liền thanh âm trong trẻo lạnh lùng pha lẫn chút thê lương hảo tiểu tử thật ngoan độc a à. thần bí nhân bởi vì tiêu viêm ra tay tàn nhẫn mà có chút phân tâm nhưng mà hắn vẫn không chút nào có ý muốn dừng tay lại thân thể tiêu viêm nhanh chóng bành trướng khi sắp đến giới hạn tự bạo thì thủ ấn trên bàn tay tiêu viêm chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt nhìn qua quang đoàn kia đúng là lòng ấn mà lúc trước tử nghiên đã lưu lại trên người tiêu viêm tại lúc một trong hai người gặp nguy hiểm người kia cũng có thể cảm ứng được Tiêu viêm, mau dừng lại đi. Quang ấn lập lòe truyền ra một thanh âm lo lắng của một cô gái. Ngay sau đó kim quang sáng trói từ long ấn bạo dũng, mà ra nhanh chóng đem thân thể tiêu viêm đang muốn tự bạo bao bọc lấy. Suy tại lúc long ấn áp chế thân thể tiêu viêm đang muốn tự bạo, không gian xung quanh nhanh chóng đổ vỡ, một con kim long cự đại xuất hiện, long thân vạn vẹo nhanh chóng đem thân thể tiêu viêm bao bọc vào bên trong. Tử nghiên, mau mở ra, nhìn thấy thân ảnh cự long phá không mà ra, Tiêu viêm sắc mặt đại biến, lấy thực lực của tử nhiên, nếu chúng phải trưởng kia thân thể chắc chắn sẽ trong khoảnh khắc biến thành huyết tương. Ông, tử kim cự ấn mang theo lực lượng kinh khủng dưới ánh mắt hoảng sợ của liên quân nhanh như chớp xuất hiện ở trước đỉnh đầu cự long. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng cự ấn kia sẽ giáng xuống thân thể cự long, thì điều không ai ngờ đến đã xảy ra, trưởng ấn đột nhiên ngừng lại, quang ấn thật nhanh tán đi, ánh sáng bắn ra bốn phía chiếu vào khuôn mặt thần bí nhân, thân thể đang có chút run rẩy. Hải tử. Chương 1623, Lão Long Hoàng. Tử Kim Quang ấn lơ lửng tại đỉnh đầu, đối với lực lượng khủng bố của Quang ấn cho dù là Tử Nghiên, cũng chỉ có thể đóng chặt hai mắt, bất quá ngay khi Tử Nghiên chuẩn bị thừa nhận một kích hủy diệt kia, thì bất ngờ Quang ấn đột nhiên dừng lại. Nhìn một màn diễn biến vừa qua, cũng làm cho những người bên phía Liên Quân thở dài một hơi, ngược lại một ít cường giả trong Liên Quân Hồn tộc khuôn mặt lại lộ vẻ thất vọng. Hỗn Trướng Cổ Nguyên sắc mặt vào lúc này trở nên vô cùng khó xem, hắn cắn răng một cái, thân hình lóe lên chợt xuất hiện ở trước mặt thần bí nhân sau đó, đưa tay hướng về phía sau chém ra đem Tiêu Viêm cùng với Tử Nghiên đẩy lui. Ánh mắt hắn chứa đựng sự tức giận nhìn thần bí nhân trước mặt, trầm giọng nói: "Các hạ vừa ra tay liền hạ sát thủ không khỏi có chút quá đáng chứ?" Đối với lời nói của Cổ Nguyên, thần bí nhân dường như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào thân ảnh Tử Kim Cự Long đang bao bọc quanh thân thể Tiêu Viêm. Hắn cảm giác được huyết dịch quen thuộc từ đầu kim sắc Tử Long kia, huyết mạch tương liên chỉ có trong người của hài tử hắn mà thôi. Hài tử? Nguyên bản, trong mắt thần bí nam tử tràn ngập hung lệ trong chốc lát liền trở nên nhu hòa, nội tâm kịch liệt run rẩy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào thân ảnh của Tử Nghiên, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy biểu hiện của thần bí nhân, Cổ Nguyên khẽ cao mày nói, "Ai là hài tử của ngươi?" Kim sắc Tử Long lúc này, nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành một tiểu cô nương y phục màu tím. Đôi mắt dễ thương của cô gái có chút tức giận liếc nhìn qua thần bí nhân, sau đó đến bên cạnh Tiêu Viêm nói, "Không sao chứ? Không có việc gì, làm sao ngươi lại tới đây?" Lau vết máu trên khóe miệng, Tiêu Viêm cười khổ nhìn Tử Nghiên bên cạnh nói, "Ngươi được lắm, chuyện lớn như thế này vậy mà không báo cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta a." À? Vừa nhắc đến chuyện này, Tử Nghiên liền là nhíu mày, nói, "Chuyện này quá lớn, nếu đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc kéo vào nếu có xuất hiện biến cố gì, khó có thể bảo toàn lực lượng a." À? Tiêu Viêm thở dài nói: Lấy tính cách của Hồn Thiên Đế, nếu đã chiếm được Cổ Đế Động phủ, các thế lực trên đại lục này chỉ sợ không thể tồn tại được. Tử Nghiên đôi mắt trợn tròn liếc nhìn Tiêu Viêm, chợt ánh mắt đảo qua thần bí nam tử kia, nói: Người kia là ái. Thực lực thật khủng khiếp a, à, bất quá khí tức của hắn dường như có chút quen thuộc. Câu nói sau cùng âm thanh rất nhỏ, dù sao nàng cũng không thể nhớ rõ mình đã từng tiếp xúc qua, với cường giả thực lực bậc này, Cổ Đế Động phủ thủ hộ giả ta cũng không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại cố ý đuổi giết ta tiêu viêm cười khổi nói hắn chẳng qua chỉ là xông qua phiến không gian kia một chút mà thôi căn bản không có gây ra cửu hận gì đối với sinh vật thần bí này vậy mà hắn không thể hiểu vì sao mình lại bị đuổi giết sự tình có chút phiền phức a à. tự nhiên than nhẹ một tiếng sau đó bàn tay nhẹ vung không gian nhanh chóng bị xé ra từng trận tiếng gió vang lên cùng lúc đó nhiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là các trưởng lão của cổ long nhất tộc Tuy nói giờ đây Cổ Long nhất tộc không còn hùng mạnh như trước, nhưng mà ngươi đối với Cổ Long nhất tộc có đại ân, chúng ta không thể có ân mà không báo, hôm nay liền dốc toàn bộ lực lượng giúp các ngươi một tay." Nhìn qua các trưởng lão của Cổ Long nhất tộc, Tiêu Viêm chợt thở dài một hơi, cung tay hành, "Lễ với những người này, đại ân của chư vị, Tiêu Viêm xin nhớ kỹ. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh khách khí rồi, nếu không có ngươi mấy lần xuất thủ tương trợ, Cổ Long nhất tộc chúng ta làm sao thống nhất được như hôm nay." Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, phần đông trưởng lão cổ long nhất tộc lập tức ôm quyền khách khi nói. Ha ha, vị bằng hữu này, ngươi nếu muốn động thủ giết tiểu tử kia ta, có thể giúp ngươi một tay cản tên cổ nguyên lại. Nhìn qua cổ nguyên cùng thần bí nhân đang đứng đối mắt, trên bầu trời hồn thiên đế không khỏi hoan hỉ trong lòng, cười nói. Nghe được âm thanh của hồn thiên đế, cổ nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Đừng xen vào việc của người khác. Tại lúc sắc mặt cổ nguyên đang biến ảo, vị thần bí nhân kia liền đối với hồn thiên đế quát lạnh một tiếng. Ngươi, bị dội một gáo nước lạnh, lấy tính cách của hồn thiên đến nội tâm cũng không tránh khỏi giận dữ, bất quá hắn ngay lập tức thu liễm, trong mắt xẹt qua một vòng lành lạnh. Trúc hòa tiểu tử, ngươi có nhận ra bổn hoàng không? Quát lui hồn thiên đế, thần bí nhân lần nữa quay đầu lại nhìn qua nhân mã bên phía cổ long nhất tộc sau đó, tập trung vào đám trưởng lão, trầm giọng quát. Cuồng vọng, nghe được lời nói của thần bí nhân, đám trưởng lão cổ long nhất tộc nhất thời đại nộ, bị những trưởng lão của cổ long nhất tộc giận dữ trách mắng thần bí nhân có chút sửng sờ, chợt giờ khóc dở cười. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù là tuổi thọ của cổ long, nhất tộc cũng không có mấy người có thể tồn tại đến bây giờ. Tại tất cả cổ long nhất tộc trưởng lão, tuổi tác cao nhất cũng chỉ có đại trưởng lão, theo như thần bí nhân vừa gọi, trúc hòa trưởng lão, trong mắt hiện lên một trận kinh ngạc nhìn vị thần bí nhân có chút trầm tư. Thái hư cổ long nhất tộc đã từ lâu chưa từng xuất hiện long hoàng, hiện tại ta là người đảm nhiệm long hoàng của thái hư cổ long nhất tộc, tử nghiên sắc mặt có chút băng lãnh nói ách nhìn thấy tử nghiên mở miệng thần bí nhân vẻ mặt uy nghiêm lập tức trở nên chỉ trệ nhìn cử động của hắn cổ nguyên những tưởng hắn sẽ bạo khởi đả thương người nhưng không thể ngờ tới hắn lại chỉ lúng túng xoa xoa đôi bàn tay liên tục gật đầu nói người nói đúng người mới thật sự làm long hoàng a à. nhìn thấy bộ dạng thế kia của hắn tất cả những người hiện đang có mặt kể cả tử nghiên cũng là sững sờ vẻ mặt cực kỳ cổ quái khó hiểu tiền bối hôm nay liên quân chúng ta cùng với hồn tộc đại chiến mong tiền bối có thể khoanh tay đứng ngoài cho tử nghiên sắc mặt khẽ chuyển nói khoanh tay đứng nhìn hảo ngươi nói sao thì cứ làm vậy đi bất quá ngươi có thể cho ta tới gần một chút được không nghe tử nghiên nói thần bí nhân không chút do dự gật đầu sau đó trơ mặt ra nói bộ dáng phong phạm cao nhân đã không còn lấy nửa điểm nghe được yêu cầu của thần bí nhân tất cả mọi người lại một lần nữa như bị xét đánh tử nghiên trên trán cũng là xuất ra một ít mồ hôi lạnh bất quá xem thực lực khủng bố của hắn tử nghiên cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu chung quanh đám người cổ nguyên nhìn thấy hành động của thần bí nhân lông mày đều khẽ cao lại nhưng mà xem biểu hiện của hắn vừa rồi cũng là âm thầm thở nhẹ một hơi bất kể như thế nào với loại cường giả như thế này không trở thành địch nhân dĩ nhiên là tốt nhất được sự đồng ý của tử nghiên thần bí nhân trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh ánh mắt đảo qua khuôn mặt tiếu lệ của nữ tử lúc sau trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười phức tạp hắn khẽ thở dài thật là giống với mẹ của ngươi Ngươi nhận biết mẫu thân của ta." Nghe được lời nói của thần bí nhân, Tử Nghiên sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt không thể tin nhìn qua thân ảnh trước mặt, mà khi ánh mắt của nàng dừng lại trên đôi đồng tử kim sắc của người kia, trong nội tâm của nàng cũng là nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác kỳ dị này làm cho thân thể Tử Nghiên khẽ run lên, cắn đôi môi đỏ mọng, Ngọc Thủ vươn ra bắt được thủ trưởng của người trước mặt. Hai tay tiếp xúc, kim quang sáng chói như cùng lúc từ cơ thể hai người tuôn ra. Đến cuối cùng tại chỗ thủ trưởng của hai người giao hợp Kim Quang Hoàn Mỹ dung hợp lại với nhau, một loại uy áp kinh khủng trong lúc mơ hồ lan tràn mà ra. Phù phù, phần đông cổ long nhất tộc trưởng lão phía sau Tử Nghiên đều quỳ xuống tại chỗ, dưới cái loại uy áp kinh khủng kia, bọn hắn ngay cả chút ý thức phản kháng đều là không có. Ngươi, kinh ngạc nhìn một màn vừa qua, ánh mắt Tử Nghiên có chút kịch liệt nhảy lên, ngay lập tức ngọc thủ rút về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử vẻ mặt nhu hòa phía trước trở nên có chút băng lạnh hơn, rất nhiều đứng ở sau lưng Tử Nghiên, chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra, Tiêu Viêm cũng là có chút sở ngộ, lấy khí tức hoàn toàn giống nhau của hai người, không thể nghi ngờ Tử Nghiên cùng với thần bí nhân có liên hệ máu mủ với nhau. Hơn nữa, loại quan hệ này rất có thể là quan hệ phụ tử. Thần bí nhân này rất có thể là lão long hoàng của Cổ Long nhất tộc đã mất tích mấy ngàn năm qua. Khó trách hắn lại đuổi giết ta, nguyên lai bởi vì trên người ta có Cổ Long tinh huyết của Tử Nghiên. Đến lúc này Tiêu Viêm đã hiểu được vì cái gì thần bí nhân kia lại muốn đuổi giết hắn bất quá nhìn vẻ mặt của tử nghiên cũng không có quá mức kích động mặc dù tiêu viêm có thể cảm nhận trong nội tâm của nàng đang bốc lên trận trận tâm sự hải tử nhìn qua tử nghiên sắc mặt trở nên băng lãnh thần bí nhân có chút ngoài ý muốn hắn đối với những tình huống như thế này rất không có kinh nghiệm bàn tay không ngừng xoa vào nhau ấp úng nhìn cô gái đang đứng trước mặt không biết nên mở miệng như thế nào ta là cô nhi không cha không mẹ tử nghiên âm thanh có chút lạnh lùng nói nhưng lại gợi cho người ta có chút xót xa trong lòng tiêu viêm than nhẹ một tiếng năm đó tử nghiên tuổi còn nhỏ đã phải một mình sinh sống tại nơi núi sâu của hắc sắc vực cuộc sống cũng không có dễ chịu gì về sau ăn nhầm phải hóa hình thảo đã thành thục mới được tô thiên đại trưởng lão phát hiện mang về học viện bất quá nàng vẫn cô độc một mình đến lúc gặp được tiêu viêm mới từ từ trở thành bằng hữu nhớ tới thân thế của tử nghiên lúc đó tiêu viêm trong lòng dâng lên một sự chua sót nữ tử quật cường đang đứng ở trước mặt hắn trong lúc nói chuyện sâu trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện chút hơi nước, phụ thân nàng đã từng chờ đợi không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Là lỗi của ta, ta không nên ham muốn đối với cổ đế động phủ, cũng đều là tại tên đà xá cổ đế vô liêm sỉ kia, hắn đã sắp đặt bẫy để hại ta bị nhốt trong động phủ lâu đến như vậy. Nhìn thấy những giọt nước mắt của tử nghiên, nam tử đầu tử kim kia thế nhưng lại trở nên luống cuống chân tay, hai tử đừng khóc, đừng khóc, tất cả đều là lỗi của ta. Từ bây giờ ngươi muốn vi phụ làm gì ta đều nghe theo, Lời của ngươi, nếu ngươi không tin ta có thể thề a. À. Nhìn thấy một nam tử là đỉnh cao cường giả, uy chấn đại lục nhưng hôm nay lại bị bức đến nước chân tay luống cuống, tiêu viêm cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đối với tử nghiên thực sự là rất quan tâm. Người chung quanh bị một màn vừa diễn ra làm cho trở nên có chút không hiểu rõ, mà về phần những trưởng lão của cổ long nhất tộc ánh mắt chợt trở nên ngốc trệ, tâm thần có chút run rẩy, nội tâm như đang nổi sóng, tử nghiên nhẹ hít một hơi, Ánh mắt đã phím hồng nhìn vị nam tử trước mặt đang xoa xoa tay, ngọc chỉ duỗi ra chỉ hướng nơi hồn thiên đế đang đứng, âm thanh nhẹ vang, ngươi đi giết tên kia cho ta được chứ? Nghe vây, trung niên nam tử có chút khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hung lệ. Chương 1624, cổ đế động phủ mở ra. Nhìn thần bí nhân trong phút chốc ngập trời hung lệ, trong mắt nhân mã liên quân liền hiện lên vẻ kinh ngạc, mà hồn tộc đại quân nguyên bản sắc mặt có chút hả hê, trong khoảnh khắc bỗng trở nên rất khó coi lão long hoàng bệ hạ thật đúng là ngài tại giờ khắc này trúc hòa trưởng lão từ trong mê mang bắt đầu thanh tỉnh trở lại trong trí nhớ của hắn cũng mơ hồ xuất hiện khuôn mặt tương tự khuôn mặt của trung niên trước mắt thân thể có chút run rẩy không ngừng thậm chí nước mắt cũng bắt đầu tuôn đầy mặt hắc ta còn tưởng tên tiểu tử nhà ngươi đã quên đi bổn hoàng rồi nghe vậy trung niên nam tử liền cười nói tiểu nhân sao dám trúc hòa trưởng lão liên tục lắc đầu tuy nhìn bộ dáng của hắn lúc này có vẻ già nua nhưng là hắn minh bạch Tại lúc phụ thân của tử nghiên chấp trưởng Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hắn chẳng qua vẫn còn là một tiểu thiếu niên mà thôi. Những trưởng lão còn lại trong Cổ Long nhất tộc hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều không che giấu nổi vẻ kích động, ai cũng chưa từng ngờ tới vị Long Hoàng. Trong truyền thuyết đã từng mất tích vẫn đang còn sống trên thế gian, không thể nghi ngờ thực lực của Cổ Long nhất tộc sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy cục diện xoay chuyển trở thành một màn nhận người thân, tiêu viêm lắc đầu cười khổ nhưng sau đó lập tức trở nên mừng rỡ không nghĩ tới vị cường giả thần bí này lại là phụ thân của tử nghiên A, cục diện trận chiến đúng thật là muốn nghịch chuyển rồi. Hóa ra là lão long hoàng của thái hư cổ long nhất tộc, thật sự là ánh mắt có chút vụng về rồi. Nhìn bầu không khí có chút không tệ, cổ nguyên thở dài một hơi, ôm quyền hướng nam tử cười nói. Tuy rằng bối phận của ta so với người lớn hơn, nhưng cường giả hết thảy lấy thực lực vi tôn, gọi ta một tiếng chúc khôn là được. Đối với cử chỉ của cổ nguyên, lão long hoàng cũng là không thể hiện tự cao tự đại khoát tay áo nói. Chúc khôn huynh. Nghe vậy, cổ nguyên trên mặt hiển hiện nụ cười, cùng loại cường già này kết giao làm bạn là một việc tốt vô cùng. Lão Long Hoàng bệ hạ, tiêu viêm chính là đối với cổ Long nhất tộc chúng ta có ơn, trong lúc nguy cấp đã không ít lần ra tay cứu giúp, hơn nữa tự nhiên nếu không có hắn che chở, cũng không có cách nào an toàn quay trở về tộc của ta. Trúc Hòa trưởng lão tiến lại gần, cung kính thanh âm đáp. Trong lúc nguy cấp, thái hư cổ Long nhất tộc hiện tại như thế nào, Nghe vậy, Trúc Khôn có chút sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Lúc hắn còn tại vị thái hư cổ long nhất tộc vô cùng cường thịnh, ở trên đại lục, các thế lực dám trêu chọc bọn họ vô cùng ít ỏi. Trúc Hòa trưởng lão trần chờ một chút, sau đó đem mọi chuyện diễn ra sau khi thiên long mất tích giản lược kể ra. Nghe tới cổ long nhất tộc phân chia làm bốn, Trúc Khôn trong mắt nhất thời hiện lên hung quang. Hắn chưa từng ngờ tới những lão gia hỏa kia nguyên bản, đối với hắn cực kỳ cung kính lại có thể, tại sao khi hắn mất tích lại có gan làm những chuyện như vậy xem ra bổn hoàng có chút hồ đồ rồi cũng may chưa gây ra sai lầm quá lớn a à. theo trúc hòa giản lược thuật lại trúc khôn trên trán cũng là xuất hiện mồ hôi lạnh cười híp mắt nhìn về phía tiêu viêm trên khuôn mặt có bao nhiêu hòa ái đều biểu lộ ra hết trái ngược hẳn với ánh mắt hung lệ lúc đầu nghe trúc hòa giản lược kể lại những chuyện đã xảy ra trúc khôn có thể nhận thấy quan hệ của tiêu viêm cùng với tử nghiên sâu sắc đến mức nào hơn nữa vừa rồi tử nghiên còn liều chết cứu mạng tiêu viêm a à hắn cũng đã minh bạch nếu hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra đối với tiêu viêm chỉ sợ hắn sẽ gặp không ít khổ cực a à, nhìn khuôn mặt hòa ái của trúc khôn tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói tiền bối nói dỡn rồi như thế nào gọi ta là tiền bối quan hệ của ngươi với tử nghiên xem ra không tệ đi nếu không chê ngươi liền gọi ta một tiếng bá phụ đi trúc khôn vội vàng khoác tay nói tiêu viêm một lần nữa im lặng chợt có chút giờ khóc giờ cười chắp tay nói trúc khôn bá phụ thấy thế trúc khôn mới híp mắt cười nhẹ gật đầu khóe mắt liền liếc qua khuôn mặt Tử Nghiên, lại thấy khuôn mặt nàng đã có chút hỏa hoãn, hắn trong lòng cũng là nhẹ nhõm đi không ít. Ha ha, đã đáp ứng yêu cầu của nữ nhi ta, vậy hôm nay mạng của ngươi ta phải lấy rồi. Trúc Khôn quay đầu, ánh mắt hướng Hồn Thiên Đế cười nói. Ở bên cạnh, Cổ Nguyên không nhịn được hiện lên nét tiêu ý, nhìn qua khuôn mặt trở nên khó coi của Hồn Thiên Đế, hắn liền có một cảm giác sảng khoái muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cái dạng này tình huống quả thật như phong thủy luân chuyển, lúc trước người này còn muốn ném đá xuống giếng nhưng mà chỉ trong nháy mắt tình thế đã xoay chuyển ngược lại cổ nguyên minh bạch thực lực của trúc khôn không hề yếu hơn hắn đồng dạng đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ hai người nếu liên thủ coi như là hồn thiên đế cũng tất nhiên sẽ không thể nào chịu nổi đã lâu rồi cũng chưa được xuất thủ a à, hôm nay vừa ra tới lại có thể cùng loại cấp bậc này chiến đấu cũng sảng khoái quá chứ trúc khôn thân thể bắt đầu bay lên quyền đầu nắm chặt tử kim quang cũng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra nhìn chằm chằm vào hồn thiên đế cười nói. Hừ nhìn thấy thế cuộc đột nhiên xoay chuyển, hồn thiên đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bạo phát ra một đạo quang trụ sáng chói, đạo quang trụ lướt qua thiên không sau đó xuất hiện tại cánh cửa đá cổ xưa, qua một lúc lâu tích tụ hán đã thôi động năng lượng trong cổ ngọc đến tận cùng. Dầm theo quang trụ bắn xuống, cánh cửa đá cổ xưa cũng là chậm rãi mở ra. Cánh cửa càng ngày càng mở rộng, sau đó tại một đạo thanh âm vang lên, rốt cuộc hoàn toàn được khai mở. Suy ngay khi cánh cửa mở ra, một cỗ uy áp từ viễn cổ liền tràn ra, đợi khi ba động qua đi, song phương đại quân như gặp phải một kích trầm trọng, trực tiếp bị chấn loạn đội hình, một ít người thực lực ít trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Coi chừng. Nhìn thấy đại quân có chút tán loạn, Tiêu Viêm vội vàng ổn định thân hình, trầm giọng nhắc nhở, "Cổ đế động phủ muốn mở ra rồi." Cổ nguyên quát khẽ nói, ánh mắt của hắn gắt cao tập trung lên cánh cửa đá đang từ từ mở ra, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc muốn mở ra rồi sao? Trúc Khôn thoáng có chút thất thần nhìn một màn đang diễn ra. Bị vây ở bên trong động phủ nhiều năm như vậy, hắn đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để mở ra cánh cửa này, nhưng là không thể làm gì được, bất quá hôm nay hắn cũng có thể nhìn thấy một màn này ở trước mặt. Rầm rầm rầm, viễn cổ ba động cũng là theo cánh cửa đang dần mở ra mà càng trở nên kịch liệt, đến sau cùng, trong đại quân song phương những người có thể đứng trên bầu trời cũng là rất thưa thớt. Cổ Nguyên, ngươi hẳn cũng biết bên trong động phủ rốt cuộc có cái gì trên bầu trời trúc khôn đang chằm chằm nhìn cánh cửa đá đang dần mở ra đột nhiên mở miệng nói không rõ lắm chỉ biết là đồ vật bên trong có thể làm cho người ta bước vào cánh cửa cửa đấu đế trần chờ một chút cổ nguyên mở miệng nói hoàn toàn chính xác có thể làm cho người ta tiến vào đấu đế bởi vì bên trong động phụ có một quả đế phẩm đan chưa thành hình nếu ta đoán không là mục tiêu của hồn thiên đế chính là thứ này a à, nếu hắn có trong tay quả đế phẩm đan kia hắn rất có thể tiến vào đấu đế trúc khôn nói a à, nghe vậy cổ nguyên cũng thoáng có chút động dung đế phẩm đan chưa thành hình nếu thực như thế mà nói nếu ai lấy được nó có thể có được nghịch thiên chi lực a tuyệt đối không thể để hồn thiên đế đoạt được quả đế phẩm đan kia nếu không hắn một khi tiến vào đấu đế lấy tính cách của hồn tộc mà nói thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong chúng ta cổ nguyên trầm giọng mà nói chúc hôn nhẹ gật đầu hắn có thể hiểu được đấu đế cường giả đáng sợ đến bực nào chỉ một cái không gian của đà xá cổ đế để lại đã có thể vây khốn hắn hơn ngàn năm thời gian, có thể thấy cường giả cấp bậc đấu thánh, ở trước mặt đấu đế nhỏ bé đến mức nào a. À? Đợi khi cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra, chúng ta liền xông vào trong đó, chỉ cần đoạt được quả đế phẩm đan kia, với sức của chúng ta nếu muốn giết chết hồn thiên đế, cũng không phải là việc gì quá khó khăn." Trúc Khôn nói. "Cứ theo như Trúc Khôn huynh nói đi." Hai người cơ hồ là suy nghĩ rất giống nhau, đã có Trúc Khôn tương trợ. Cổ Nguyên cũng không có quá nhiều lo lắng phải làm thế nào để thu thập hồn thiên đế. Nhìn qua Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn sóng vai mà đứng, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét cười, đã có bực này cường giả như Trúc Khôn viện trợ, cục diện chính là lập tức thay đổi nghiêng về bên phía Liên Quân. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm nhìn qua Tử Nghiên bên cạnh, nàng lúc này vẫn còn đang kinh ngạc nhìn về bóng lưng của Trúc Khôn phía trước, bộ dáng như vẫn chưa hồi phục lại từ trong hiện thực a. À, đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiêu Viêm, ngươi nói ta có nên nhận hắn không? Tử nghiên quay đầu nhìn về phía tiêu viêm, khẽ nói, nếu như năm đó không phải là, may mắn có lẽ ta sớm đã bị ma thú khác ăn thịt mất rồi. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào thì làm vậy đi. Thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con của mình, ta nghĩ hắn bị nhốt trong phiến thiên không hắc ám cô tịch kia lâu như vậy, cũng không vui vẻ gì. Trần chờ một chút, tiêu viêm lựa lời mà nói với tử nghiên, hắn cũng minh bạch trong lòng tử nghiên đang rất rối loạn. Yên lặng, Tử Nghiên nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm bên cạnh cũng không nói thêm bất cứ cái gì, những sự tình như thế này chỉ có thể để Tử Nghiên tự suy nghĩ mà thôi. Ầm ầm tại lúc Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đang nói chuyện với nhau, cánh cửa đá cổ xưa cũng là từ từ mở ra, viễn cổ ba động cũng ngày càng mãnh liệt hơn, đến cuối cùng chợt mở toang ra sau một tiếng nổ mạnh. Phanh ngay khi cửa đá mở ra, một đạo ba động từ cổ xưa bạo dũng, mà ra làm cho biển nham thạch không ngừng sôi trào nổ tung lên khiến đại địa cũng phải run rẩy nứt vỡ ra vô số khe sâu đến ngàn trượng tịnh liên yêu hỏa, ngay lập tức bao trùm thân thể Tiêu Viêm, hắn đang cố gắng chống lại cái uy áp đến từ viễn cổ hồng hoang từ trong cánh cửa đá kia. Đại quân song phương đều chỉ còn những cường giả đỉnh cấp là có thể đứng tại thiên không, những người khác đều mạnh, mẽ bị đánh văng đi. Ông, trên cửa đá, một gợn sóng kỳ dị nổi lên, không gian chợt trở nên vặn vẹo, bên trong cửa đá hình thành một cái thông đạo trong suốt. Đi. Vừa thấy được cổ thông đạo trong suốt kia, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng đồng thời lướt tới, ngay khi bọn hắn phóng đi thì hư vô thôn viêm, cùng hồn thiên đế thân thể cũng là chớp động, nhanh như thiểm điện tiến vào trong thông đạo. Chúng ta cũng đi." Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng là khẽ quát, cực nhanh phóng vào bên trong thông đạo, ngay khi hắn phóng đi, cường giả của song phương cũng bắt đầu nối đuôi nhau mà tiến vào. Mà sau khi đám người Tiêu Viêm tiến vào bên trong thông đạo, phiến thiên không cũng trở nên trống trải đi, duy chỉ có cánh cửa đá cổ xưa vẫn sừng sững đứng ở phía trên biển nham thạch chương 1625, dị hỏa quảng trường. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi làm cho toàn bộ không gian, trong động phủ trở nên cực kỳ quỷ dị. Một mảng yên tĩnh trải rộng như đã có từ mấy vạn năm trước. Tại phiến thiên không không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng mà không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như một cái lầu các tại không trung. Suy không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm hôm nay cũng là bị phá vỡ, mà theo đó không gian cũng bất chợt vạn vẹo hình thành một cái thông đạo thật lớn, từ bên trong nó từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đây là cổ đế động phủ sao thân hình vừa hạ xuống ánh mắt tiêu viêm vội vàng quét qua bốn phía bất quá hắn liền giật mình phát hiện bằng váo đế cảnh linh hồn của hắn cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể quan sát được phạm vi ngàn trượng tựa hồ ở đây có một lực lượng áp chế đối với linh hồn huân nhi cùng thải lân cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tiêu viêm ánh mắt hai nàng cũng cảnh giác quét qua không gian kỳ dị phía trước nương theo từng đạo thân ảnh hiện ra song phương cường giả cũng là nhanh chóng xuất hiện Ánh mắt chằm chằm nhìn vào đối phương, tùy thời phòng bị, không cần cùng bọn hắn kéo dài, chúng ta đi. Nhìn thoáng qua mấy người Cổ Nguyên, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm thoáng hiện lên những ba động kỳ dị, hắn thấp giọng nói một câu sau đó trực tiếp hướng phía trước bay đi, Hồn Thiên Đế cùng với Nhân Mã Hồn tộc cũng là đuổi sát theo sau. Hình như Hư Vô Thôn Viêm đối với nơi này có chút quen thuộc a. À. Nhìn thấy một màn đang diễn ra, Cổ Nguyên cũng là có chút giật mình. Lấy thực lực của hắn tại đây cũng cảm thấy bị áp chế không ít hắn không có cách nào để dò xét ra quả đế phẩm đan kia đang ở chỗ nào. Bất quá hư vô thôn viêm bộ dáng dường như rất thông thạo địa hình ở đây thì phải. Hư vô thôn viêm sao? Trúc Khôn khẽ giật mình, sau đó hắn chợt như có điều gì suy nghĩ. Nếu là hắn thì biết cũng không có gì kỳ quái cả, mau đuổi theo bọn hắn. Thanh âm vừa dứt, Trúc Khôn cũng không nhiều lời giải thích, xông lên phía trước đội ngũ, cổ nguyên bọn người trần chờ một chút cũng nhanh chóng đuổi theo. Song phương nhân mã tại không gian bao la như lưu tinh vũ động lướt qua, trong nháy mắt vài phút đồng hồ, hư vô thôn viêm bọn người tốc độ cũng dần chậm lại. Khi bọn hắn tốc độ vừa giảm thì bọn người tiêu viêm cũng là nhanh chóng đuổi theo, tất cả không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn khoảng không trước mặt, chỉ thấy ở đó xuất hiện một ngôi thạch điện, nhất thời trong mắt có hiện lên sóng lửa lập lòe. Thạch điện sừng sững ở phía trước được bao phủ bởi một cổ khí cổ xưa trong thiên địa. Tại thạch điện phía trước là một phiến quảng trường vô cùng to lớn, hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy cột kinh thiên chi trụ khổng lồ đến mấy ngàn trượng làm cho thạch điện có một cổ khí thế nguy nga hùng vĩ bổ về phía trước. Đám người tiêu viêm cẩn thận hạ xuống tại trên quảng trường, bước chân vừa chạm vào mặt đá đã tạo nên những âm thanh xào sạc. Nhân mã song phương cũng là tự động đứng cách nhau một khoảng, sau đó chiếm cứ hai bên trái phải dọc theo quảng trường mà đứng. Diện tích quảng trường cực kỳ rộng lớn, song phương hai bên đứng tại trong đó như con kiến đang bò qua trên sa mạc, khó thấy được đâu là điểm tận cùng. Bất quá những người có thể đặt chân ở chỗ này, cũng đều là cường giả đứng trên đỉnh của đại lục hiện nay, tâm tính cũng có chút kiên định, không bởi vì quang cảnh trước mặt mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đứng tại loại địa phương giống như thần tích trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút ít kinh sợ. Ồ, oh, đang bước trên quảng trường, Tiêu Viêm Cước bộ đột nhiên dừng lại đưa mắt nhìn về cột đá phía xa, trong đó có một đoàn hỏa diễm vàng đậm đang bốc lên. Vừa liếc mắt nhìn qua thì Tiêu Viêm liền nhận ra đây là một trong những loại dị hỏa được bài danh thứ 23 trên dị hỏa bảng Huyền Hoàng Viêm dị hỏa sao lại nhỏ yếu như thế chứ bất quá tiêu viêm lông mày có chút nhíu chặt đây đích thật là huyền hoàng viêm không sai nhưng tại sao nhìn bộ dáng của nó dường như có chút nhỏ yếu đi liền ngay cả lực lượng của dị hỏa nguyên bản cũng nhỏ yếu đi như vậy suy tại lúc tiêu viêm đang có chút nghi hoặc nơi bả vai hắn tiểu y đột nhiên hiện ra ánh mắt thoáng nhìn về phía xa nơi không gian yên tĩnh tại quảng trường sóng mắt hiện lên một vẻ mờ mịt dường như ở đây có chút gì đó rất quen thuộc Nghe được tiểu y thấp giọng nói bên tai, Tiêu Viêm bước chân có chút đình trệ, ánh mắt hắn kinh hãi nhìn qua tiểu y trên vai. Quen thuộc? Nơi đây là Cổ Đế động phủ a, ai lại có thể cảm thấy nó quen thuộc? Chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, ý niệm vừa động liền hỏi tiểu y bên cạnh. Không biết, chỉ là cảm giác được nơi này có cái gì đó rất quen thuộc, giống như trước kia đã từng ở đây. Tiểu y ánh mắt mở mịt trả lời. Tiêu Viêm sắc mặt có chút biến ảo, đã từng ở đây? Làm sao lại có thể cổ đế động phủ chính là lần đầu tiên được mở ra a trước đó hắn cũng chưa từng nghe có ai đã từng mở ra động phủ cho nên khi nghe được lời nói kia của tiểu y tiêu viêm đầu tiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng bất quá sau khi nghĩ lại bởi vì hắn cùng với tiểu y tâm thần tương liên nên nó tuyệt đối sẽ không nói dối hắn như vậy lời nói của tiểu y rất có thể là sự thật chỉ có điều hắn không thể hiểu tại sao tiểu y lại có cảm giác quen thuộc đối với nơi này lông mày nhíu chặt cước bộ tiêu viêm mau chóng đuổi kịp những người khác hắn cũng phát hiện thêm dị hỏa trên các cột đá khác, tuy nhiên những loại này bài danh cũng quá mức thấp nên hắn không để ý. Tiêu viêm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không đến trăm trượng, lại có một cột đá xuất hiện, trên cột đá đồng dạng cũng có một đoàn hỏa diễm đang bốc lên. Vạn thú linh hỏa, bài danh thứ 22 trên dị hỏa bảng, nhìn qua hỏa đoàn đang bốc lên ẩn hiện vạn thú hình dáng hỏa diễm, tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt hắn chớp động nhìn qua tiền phương, cước bộ trượt nhanh lên không ít, Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, bọn người cổ nguyên cũng là vội vàng đuổi theo. Tiếp tục đi về phía trước khoảng 100 trượng, các cột đá tiếp tục xuất hiện, mà bên trong đó cũng đồng dạng có các loại dị hỏa bốc lên, chỉ có điều, những loại dị hỏa này lực lượng cũng bị áp chế xuống mức rất thấp, nhìn qua các loại dị hỏa dường như đều được bố trí rất giống nhau, nhưng mà đối với người tinh thông dị hỏa như Tiêu Viêm, hắn có thể khẳng định những thứ này chân chính là dị hỏa chứ không phải là vật giả tạo. Những loại dị hỏa này, bọn người cổ nguyên khi chứng kiến một màn hiện ra trước mắt cũng là lộ ra chút kinh ngạc càng đi về phía trước dị hỏa trong các cột đá dường như có vị trí càng cao trên dị hỏa bảng tiêu viêm thấp giọng nói hắn nghiêng đầu nhìn qua tiểu y trên vai sau đó ánh mắt dần chuyển qua hư vô thôn viêm cách đó không xa cảm nhận được người sau có chút ba động trong mắt của hắn cũng hiện lên chút mờ mịt giống như tiểu y nhanh lên thúc giục một tiếng cước bộ tiêu viêm cũng nhanh dần lên mà đoàn người phía sau cũng là nhanh chóng đuổi theo mà theo cước bộ của bọn hắn dần nhanh lên các cột trụ kình thiên cũng là liên tiếp xuất hiện, bên trong những trụ đá này cũng đều có dị hỏa bốc lên. Mà tiêu viêm cũng nhận thức được trong đó các loại dị hỏa như thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Không nghĩ đến đà xá cổ đế còn có sở thích thu thập dị hỏa. Nhìn thấy bát hoang phá diệt diễm bài danh thứ 6 trong dị hỏa bảng, ngay cả cổ nguyên cũng là không nhịn được lên tiếng thở dài. Không biết chừng những dị hỏa bài danh ba hạng đầu trên dị hỏa bảng trong truyền thuyết cũng đang tồn tại trong này a à? Viêm tẫn cũng là nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng phía hư vô thôn viêm và tiểu y trên vai của tiêu viêm. Trong thiên địa, dị hỏa tuy rằng hiếm thấy nhưng ở đây lại cất chứa nhiều đến như vậy. Các loại dị hỏa, ngay cả tịnh liên yêu hỏa cùng với hư vô thôn viêm cũng tồn tại ở thế gian, không hiểu tại sao lại xuất hiện cái thứ hai. Hiện giờ tịnh liên yêu hỏa đang ở trong tay của tiêu viêm, còn hư vô thôn viêm lại hóa thành nhân hình tương trợ cho hồn tộc. Hắn đang rất hiếu kỳ, chẳng lẽ đà xá cổ đế cũng có thể có được tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm. Đi. Loại này ý niệm cũng không chỉ một mình Viêm Tẫn có mà ngay cả những người của Hồn Tộc sau khi liếc nhìn nhau cũng đều để thăng tốc độ nhân mã song phương nhanh chóng lướt qua quảng trường rộng Minh Mông sau một lúc lâu thân hình của tất cả đều ngừng lại giờ phút này tất cả mọi người cũng đã đặt chân đến điểm cuối cùng trên quảng trường khi đi qua dị hỏa bảng bài danh thứ tư Kim Đế Phần Thiên Viêm thì lại có thêm hai cây cột đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nhìn qua hai cột đá cự đại phía trước mọi người cũng là chuyển ánh mắt đến đỉnh của cột đá nhưng lúc này không gặp dị hỏa bốc lên tại đỉnh cột đá không có chút động tĩnh theo tưởng tượng thì có thể thấy được tĩnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm bốc lên từ cột đá nhưng sự thật lại không phải như vậy tựa hồ đà xá cổ đế cũng không có trong tay hai loại dị hỏa này song phương khẽ thở dài một hơi có chút tiếc hận đây cũng là hai cây cột đá cuối cùng rồi xem ra dị hỏa bài danh thứ nhất trong dị hỏa bảng coi như đà xá cổ đế đều không cách nào có được a à, nhìn hai cây cột đá cuối phía sau quảng trường Cổ Nguyên cũng là cảm khái thốt ra. Tiêu Viêm không có nói, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cột đá trống rỗng kia. Thủ trưởng chậm rãi vuốt ve tiểu y trên vai, hắn có thể cảm nhận cái loại cảm giác quen thuộc của tiểu y và Hư Vô thôn viêm đều đến từ hai cột đá kia. Vuốt ve tiểu y, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Hư Vô thôn viêm, liền hơi có chút phát hiện trong mắt của hắn cũng có chút mờ mịt, thần sắc biểu hiện vô cùng cổ quái. Nhìn thần sắc có chút quỷ dị của Hư Vô thôn viêm, một ý niệm dâng lên trong lòng làm cho da đầu tiêu viêm có chút run lên. Không phải đà xá cổ đế không có cất giữ tịnh liên yêu hỏa cùng với hư vô thôn viêm, mà là bọn hắn thoát ra được từ chỗ này. Chương 1626, sự kinh khủng của đế phẩm đan dược. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu liền nhanh chóng truyền khắp cơ thể tiêu viêm, khiến hắn không thể thoát khỏi suy nghĩ đó. Hô, hít sâu một hơi đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nếu như suy đoán của tiêu viêm là đúng vậy thì thực lực của đà xá cổ đế thật sự có chút đáng sợ. Trong thiên địa, ngoại trừ dị hỏa xếp thứ nhất trong dị hỏa bảng, thì tất cả đều đã được hắn thu thập, cái loại bổn sự này quả thực khiến cho quỷ kinh cũng phải thần sợ. Những loại dị hỏa này, mặc dù có bổn nguyên dị hỏa nhưng lực lượng đều đã bị áp chế, hiện tại bọn chúng chỉ có một ít hình thái của dị hỏa mà thôi. Ánh mắt đảo qua mấy cái cột đá, Tiêu Viêm thoáng có chút tiếc hận, nếu có thể đem tất cả dị hỏa ở đây luyện hóa vậy thực lực của hắn có thể tăng lên đến cấp bậc thực sự rất kinh khủng. Một hơi thôn phệ hơn 20 loại dị hỏa, điều này từ trước đến nay chưa từng có người nào làm được tiểu y ngồi trên vai tiêu viêm đưa mắt nhìn về hai cột đá phía xa thần sắc trở nên có chút mờ mịt pha lẫn thống khổ cùng sợ hãi vỗ nhẹ lên đầu của tiểu y tiêu viêm hiện tại có thể xác định hư vô thôn viêm cũng đã từng bị giam giữ tại cột đá này chỉ có điều không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà hắn có thể đào thoát mà trong lúc tẩu thoát chắc đã có chút ít biến cố xảy ra làm cho bọn hắn trí nhớ trở nên mơ hồ đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tiêu viêm còn về việc đã phát sinh sự tình gì thì chỉ sợ thế gian này cũng không có ai biết được dù sao chính tịnh liên yêu hòa cùng với hư vô thôn viêm đều là không nhớ rõ bất kỳ điều gì đế phẩm đan đâu rồi thu hồi ánh mắt đang nhìn trên cột đá hồn thiên đế hướng sang phía hư vô thôn viêm thấp giọng nói quay đầu ánh mắt hư vô thôn viêm thoáng nhìn qua quảng trường ở phía cuối cùng có một thạch điện giờ phút này đang được bao phủ bởi sương mù dày đặc làm cho mọi người không thể biết được bên trong đó có gì đang diễn ra ào ào miệng hư vô thôn viêm há ra nhất thời một cổ hấp lực từ trong đó bạo dũng mà ra đem vũ khí kia thôn phệ vào trong cơ thể mà theo vũ khí dần dần tán đi một cự đại âm ảnh đột nhiên bao phủ cả quảng trường mọi người vội nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên liền sau đó ai ai cũng kinh hãi ánh mắt dừng lại trên một cái tượng đá cao vạn trượng đột ngột xuất hiện hình dáng của tượng đá là hình dáng của một lão giả đúng là dung mạo của chủ nhân cổ đế động phủ trong truyền thuyết đà xá cổ đế tượng đá đứng sừng sững ở trong thiên địa nó được bao bọc bởi một loại khí tức cường mãnh của thiên địa. Tại phía dưới cỗ uy áp của trùng khí tức kia, ngay cả đám người Tiêu Viêm cũng thấy một áp lực trầm trọng, những người thực lực không đủ thì hai chân trực tiếp khuỵu xuống, đem những phiến đá cứng rắn dưới chân chấn tan thành bột phấn. Xung quanh tượng đá ẩn ẩn một lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại toát lên một vẻ vô cùng mỹ lệ. Xung quanh tượng đá ẩn ẩn một lớp quang đoàn, từ xa nhìn lại toát lên một vẻ vô cùng mỹ lệ. Nhìn qua những quang đoàn đang bay lượn, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, chợt trong lòng hắn có chút rung động, bởi hắn phát hiện bên trong những quang đoàn kia đều có chứa một ít quyển trục cổ xưa, tại trên mặt của những quyển trục kia hắn cảm nhận được một loại linh tính của những cái mà ngoại giới thường gọi là đấu kỹ và công pháp thiên giai. Cái loại bảo tàng có chứa hàng trăm đấu kỹ cùng thiên giai công pháp này cho dù là những người có mặt tại đây cũng đều có chút hít thở dồn dập, đấu kỹ cùng thiên giai công pháp cho dù là cổ tộc cũng chỉ có rất ít, vậy mà ở đây lại tồn tại nhiều đến vậy bất quá tuy nói đâu kỹ cùng thiên giai công pháp có chút hấp dẫn người nhưng ở cái loại cấp bậc như cổ nguyên cùng hồn thiên đế cũng không làm cho bọn hắn có quá nhiều ham muốn bởi vậy sau khi nhìn qua những thiên giai công pháp này ánh mắt của họ liền tập trung tìm kiếm quả đế phẩm đan kia mảnh không gian này đã từ lâu rồi không có náo nhiệt như vậy a à. trong lúc mọi người đang vì tình huống hiện tại mà nhíu mày một đạo âm thanh giả nua đột nhiên từ không trung truyền đến vang lên trong đầu mỗi người bất ngờ xuất hiện thanh âm tại không trung cũng là làm cho mọi người giật nảy mình ánh mắt vội vàng ngưng kết tại trên bả vai của tượng đá ở đó có một đạo thân ảnh giả nua đang đứng chắp tay ánh mắt bình thản nhìn vào những người bên dưới mục quang như đang nhìn vào loài sâu kiến trước mặt đà xá cổ đế ánh mắt quét qua lão giả trước mặt đám người tiêu viêm cũng là có chút kinh hãi bộ dáng của người kia tựa hồ so với tượng đá không hề sai biệt hơn nữa khí chất huyễn lệ đặc biệt kia cũng là không ai có thể làm giả được cổ đế còn chưa chết sao ngơ ngác nhìn qua thân ảnh giả nua phía trước toát ra uy áp làm cho không ít người hoảng sợ dâng lên ý niệm này trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Hồn Thiên Đế sắc mặt có chút khó coi, hắn đưa mắt nhìn qua hư vô thôn viêm trầm giọng hỏi, hắn cảm nhận được một loại khí tức cao cao tại thượng trên thân ảnh của lão giả, trước mặt. Hư vô thôn viêm đầu có chút ngẩn lên, ánh mắt nhìn về phía lão giả trước mặt, một lát sau chậm rãi nói, hắn không phải đả xá cổ đế, mà chính là đế phẩm đan kia. Nghe được lời nói của hư vô thôn viêm, bọn người cổ nguyên có chút giật mình, trong mắt thoáng hiện kỳ mang tập trung vào vị lão nhân phía trước. Hư vô thôn viêm, ngươi đang làm cái gì ở đây? Lão nhân vẫn đang trầm mặt phía trước bỗng nhiên phẫn nộ quát. Cái gì mà ta đang làm gì ở đây? Nghe được tiếng quát kia, hư vô thôn viêm cao mày nói. Vô liêm sỉ, nếu như năm đó không có ta giúp đỡ, ngươi và tịnh liên yêu hỏa liệu có thể xé rách trói buộc để thoát ra không? Các ngươi năm đó cũng là đồng ý sau khi thoát ra sẽ cứu ta ra khỏi đây. Lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị quát, nghe được tiếng quát kia, thân thể mọi người có chút chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị nhìn về phái hư vô thôn viêm cùng với tiểu y trên vai tiêu viêm, bọn hắn vậy mà đã từng bị nhốt tại đây, hư vô thôn viêm sắc mặt chợt biến, lông mày khẽ nhíu chặt, trí nhớ không ngừng tìm kiếm chợt thản nhiên nói, thật là có lỗi, những lời ngươi vừa nói ta thật không có nhớ được gì, bất quá, hắn dừng lại một chút chợt cười quỷ dị nói, bất quá lúc này đây, ta nhưng lại thật sự đến cứu ngươi ra ngoài, cùng ta rời đi. đế phẩm đan khuôn mặt có chút âm lệ nhìn chằm chằm vào hư vô thôn viêm thật lâu đột nhiên ánh mắt chuyển sang phía tiểu y trên vai tiêu viêm nói tịnh liên yêu hỏa ngươi có còn nhớ rõ ước định năm đó không a à, tiểu y có chút sững sờ chợt bám chặt lấy bờ vai tiêu viêm lắc đầu nói ta chưa từng gặp qua ngươi lời tiểu y vừa nói khiến đế phẩm đan thân thể run lên chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm như đang nghĩ đến điều gì hắn chợt nhìn tượng đá bên cạnh cắn răng nói chuyện này là do thủ đoạn của ngươi theo chúng ta đi thôi Hư Vô Thôn Viêm nhìn qua Đế Phẩm Đan, cười nói: "Hừ, chỉ sợ các ngươi muốn lấy bản nguyên của ta mà thôi." Đế Phẩm Đan cười lạnh nhìn Hư Vô Thôn Viêm nói: "Hư Vô Thôn Viêm cười một tiếng, sắc mặt nhanh chóng chuyển lạnh nói: "Động thủ." Phanh lời vừa nói ra, Hồn Thiên Đế cũng là đột nhiên bạo suất, đấu khí ngập trời hóa thành triều tịch hung hăng hướng Đế Phẩm Đan đánh tới. "Chút tài mọn mà thôi." Thấy thế Đế Phẩm Đan chỉ cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, năng lượng ngập trời liền bị nhất chỉ phá tan. Đế phẩm đan này thật sự khó đối phó, trước đem bắt giữ nó lại không để cho Hồn Thiên Đế có thể đoạt được. Nhìn Hồn Thiên Đế xuất thủ, Trúc Khôn cũng là trầm giọng lên tiếng. "Ân, các ngươi phòng bị những người khác bên phía Hồn tộc." Cổ Nguyên nhẹ gật đầu dặn dò đám người Tiêu Viêm, liền sau đó thân thể bay vút ra ngoài, nhất thời thiên địa năng lượng có chút cuồng loạn lên, một đạo thiên băng địa liệt công kích liên tục không ngừng hướng phía đế phẩm đang kia đánh, "Tới." Đối diện với thế công của Hồn Thiên Đế, hư vô thôn viêm chúc khôn cùng với cổ nguyên bốn người đế phẩm đan khuôn mặt vẫn bình tĩnh hắn mỗi khi giơ tay nhấc chân đều làm cho lòng người khiếp đảm đem chặn lại thế công của bốn người bất quá tuy nói hắn hiện tại không có vấn đề gì nhưng trong một thời gian cũng là bị cuốn lấy không thể động đậy nhìn đế phẩm đan lấy sức một người đối kháng với tứ đại cường giả đỉnh phong của đại lục mà không rơi vào thế hạ phong đám người tiêu viêm cũng là không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh lúc này đây chỉ là một quả đế phẩm đan chưa thành hình chứ nếu thật sự là đế phẩm đan dược thì thực lực của nó đáng sợ đến bậc nào, chỉ sợ cho dù là đấu đế, cường giả đối với nó cũng là phải phí một phen công sức. Nhìn trận chiến đang diễn ra trên bầu trời, đại quân hồn tộc cũng bắt đầu động đậy. Nhìn thấy một màn đang diễn ra, trong mắt Tiêu Viêm Hàn mang chợt lóe, thủ trưởng vung lên, Viêm Tẫn bọn người liền đem liên quân hồn tộc chặn lại. Bị liên quân ngăn trở, cường giả hồn tộc sắc mặt có chút biến ảo, ngược lại không có ý định xuất thủ, bọn họ muốn đợi kết quả trận chiến đang diễn ra bên trên bởi bọn chúng cũng minh bạch trận chiến kia mới là kết quả quan trọng nhất chỉ cần ai có thể đạt được đế phẩm đan cục diện liền có thể nghịch chuyển bởi vậy cho dù bọn hắn lúc này có động thủ như thế nào thì kết quả cũng không được gì oanh 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 đang lúc mọi người tập trung vào trận chiến bên trên năm đạo thân ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng giao kích năng lượng ba động làm cho đám người đang đứng ở xa cũng phải cảm thấy hoảng sợ nhưng mà không gian ở đây dường như cực kỳ ổn định nên mặc dù là cái loại này đại chiến nhưng cũng không thể nào đem không gian xé rách. Ngẩng đầu nhìn trận chiến đang diễn ra, quyền đầu Tiêu Viêm có chút nắm chặt lại, cục diện hiện tại có chút phức tạp, thực lực của đế phẩm đan hiển hiện thực quá mức khủng bố. Bởi vậy, hôm nay không chỉ phải phòng bị việc hồn tộc có thể đoạt được đế phẩm đan, mà còn phải phòng bị việc cổ nguyên cùng chúc hôn bị thương trong trận chiến với đế phẩm đan. Hai loại kết cục này nếu xảy ra đều có ảnh hưởng rất xấu đến liên minh đại quân. Chương 1627, cướp đoạt đế phẩm đan chưa thành hình, Dầm dầm, ba động hủy diệt đáng sợ từ trên trời phủ xuống giống như, thiên phạt muốn hủy diệt cả thế giới. Tiêu viêm căng thẳng nhìn vòng chiến hỗn loạn mà trong lòng đang tính toán cực nhanh. Những người ở đây đều đã đánh giá thấp thực lực của đế phẩm đan. Vốn chúc khôn tưởng rằng hắn và cổ nguyên liên thủ sẽ nhanh chóng chế ngự được nó, đâu ngờ đó chỉ là ý nghĩ ấu trĩ mà thôi. Bên cạnh đó còn có hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, liên thủ quấy nhiễu làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Tuy nhiên loại hỗn loạn này lại ở thế cân bằng vi diệu, tuy trúc khôn và cổ nguyên, không thể thuận lợi chế ngự đế phẩm đan nhưng hồn thiên đế và hư vô thôn viêm, bên kia cũng không có cơ hội đó. Đồng thời hư vô thôn viêm có thực lực yếu nhất nên bị hai người họ dồn ép, nếu không có hồn thiên đế kịp thời trợ giúp thì chắc chắn hắn đã bị thương rồi. Nếu cứ đánh như vậy thì chẳng hay chút nào. Nhìn vòng chiến hỗn loạn trên bầu trời, viêm tẫn cao mày nói nhỏ. Nghe vậy, tiêu viêm cười khổ một tiếng, trận chiến trên cao thì bọn hắn không thể xen vào được nếu cứ đâm đầu vào chắc chắn sẽ diệt vong. Bởi vậy họ chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Nhìn thấy tiêu viêm cười khổ, viêm tẫn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng hiểu hiện tại không giúp ích được gì. Mọi người vẫn nhìn lên đế phẩm đan trên trời cao, chỉ thấy sắc mặt nó càng lúc càng lạnh lẽo, chợt thủ trưởng của nó nâng lên, trong thiên địa đột nhiên có mùi thơm đan dược lan tỏa. Đừng hít đan hương này. Tiêu viêm khẽ ngửi đan hương kỳ dị liền cả kinh, hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể như muốn bốc cháy cho nên vội vàng quát lớn nghe thấy tiếng quát của hắn cả đám người vội vàng ngừng thở may mà đan hương này không phải nhằm vào bọn hắn cho nên đấu khí trong cơ thể chỉ sao động trong chốc lát liền bình thường trở lại đế đan trưởng trên bầu trời đế phẩm đan trợt trợn tròn hai mắt thân hình đột nhiên bay lên không sau đó tung trưởng về bốn người phía dưới cùng lúc đó một quang đoàn huyễn lệ lớn cỡ đầu người đột nhiên hiện ra phanh 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 khi quang đoàn này xuất hiện năng lượng trong thiên địa như gặp phải dầu sôi thiêu đốt khắp không gian tràn ngập hỏa diễm thiên địa cũng trở thành hỏa lô nhìn thấy uy thế một trưởng này bọn người cổ nguyên đang tranh đấu cũng vội vàng dừng lại ngưng luyện đấu khí phòng bị vẻ mặt băng lãnh của đế phẩm đan ngày càng đậm nó ấn hai tay xuống đột nhiên hỏa diễm nhanh chóng phóng xuống chỉ trong một thời gian ngắn hỏa diễm tràn ngập thiên địa liền chui vào trong quang đoàn huyễn lệ bên dưới kẹp khi xong trưởng ấn đến tận cùng thì trời đất cũng tối sầm lại chỉ còn có quang đoàn trong lòng bàn tay hắn phát sáng nó phát ra quang mang hủy diệt đẹp Đến động lòng người dần lao xuống đỉnh đầu đám người cổ nguyên. Hống, bốn người cổ nguyên đều cảm thấy được mùi vị nguy hiểm, nên cùng nhau vận chuyển đấu khí tạo thành một tấm phòng ngự. Huỳnh, quang đoàn đánh lên phòng ngự của bốn người tạo ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ba động hủy diệt tràn ngập ra xung quanh, nó lướt qua bình nguyên phía dưới tạo ra vực sâu vạn trượng. Thấy vậy, mọi người đều biến sắc, ai mà biết đế phẩm đan này có thể đánh ngang tay với bốn gã cửu tinh đấu thánh, hậu kỳ cơ chứ tuy nói bốn người chia làm hai phe đều mang tâm tư riêng nhưng dù sao cũng là vì mạng sống thật không ngờ đòn liên thủ của họ lại bị đế phẩm đan đánh tan tành như vậy đế phẩm đan trôi nổi trên bầu trời ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vực sâu ở bình nguyên bên dưới nơi đó có bốn tia sáng chớp lên rồi chia làm hai phe bay ra đứng nhìn nhau muốn luyện hóa ta sao bản lãnh của các ngươi còn kém một chút đế phẩm đan liếc bốn người rồi thản nhiên nói hắc hắc ngươi cao hứng quá sớm rồi đó Đế phẩm đan vừa nói xong thì hư vô thôn viêm cũng cười lạnh đáp trả. Sau đó hắn nghiêng người nhìn về phía hồn thiên đế trầm giọng nói, đưa đà xá cổ đế ngọc cho ta. Nghe vậy, hồn thiên đế khẽ giật mình, hắn trần chờ một lúc rồi quả quyết lấy ra đà xá cổ đế ngọc, ném cho hư vô thôn viêm. Khi tóm được đà xá cổ đế ngọc, hư vô thôn viêm, cười nhạt với đế phẩm đan một cái rồi trượt hắn cắn đầu lưỡi phun một ngụm hắc viêm, màu đen thuần túy lên trên cổ ngọc, lúc này hai tay hắn cũng biến ảo rất nhiều thủ ấn kỳ lạ nhìn thấy hành động của hư vô thôn viêm tiêu viêm khẽ giật mình hắn thấy những thủ ấn đó hơi quen thuộc suy nghĩ một lát sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thượng đá cổ đế cao vạn trượng bên kia lúc này hắn mới rõ ràng thủ ấn của chúng với thủ ấn của hư vô thôn viêm hoàn toàn giống nhau ông ông đà xá cổ đế ngọc đột nhiên phát ra những tiếng chói tai sau đó một vòng sáng nhu hòa tỏa ra đồng thời ở giữa cổ ngọc hiện ra một khe hở rực rỡ màu sắc ở trong khe hở như có rất nhiều hỏa diễm đang thiêu đốt cực kỳ huyền bí hóa đan hoàn làm sao ngươi có thể biết đà xá cổ để hóa đan thần quyết nhìn thấy quần sáng thành hình sắc mặt đế phẩm đan chuyển từ băng lãnh sang tái mét có chút thê lương hư vô thôn viêm cười lạnh một tiếng hắn không giải thích gì liền hất tay một cái khe hở đó liền bắn ra ngắn ngủi trong nháy mắt nó đã đi đến đỉnh đầu đế phẩm đan từng vòng lửa đẹp đã hiện ra vây đế phẩm đan vào giữa a à khi những vòng lửa vây lấy thì trên người đế phẩm đan hiện ra những làn khói trắng đồng thời hắn kêu la thảm thiết thê lương thấy thế ánh mắt hư vô thôn viêm hiện lên vẻ vui mừng hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới hóa đan hoàn có thể khắc chế được đế phẩm đan hắn tiếp tục phun ra một ngụm hắc viêm uy lực của hóa đan hoàn lập tức tăng lên rõ rệt đồng thời thân thể đế phẩm đan cũng bắt đầu co lại hóa thành đan hoàn khi thấy đế phẩm đan vốn đang diễu võ dương oai trở nên chật vật như thế mọi người đều sợ hãi Sắc mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn biến ảo, chợt trong mắt lóe lên, thân hình chớp nháy lao tới hư vô thôn viêm. Nhìn bộ dáng này chính là muốn cắt đứt hành động vây khốn đế phẩm đan kia. Hừ. Nhìn thấy hai người động thủ, Hồn Thiên Đế vốn sớm chuẩn bị liền hừ lạnh một tiếng rồi xuất hiện cản đường hai người. Hắn bấm tay búng ra một viên đan dược mang hương thơm nồng đậm về phía hai người Cổ Nguyên, sau đó viên đan dược nổ tung ra, oanh oanh, luồng khí bốc lên, Cổ Nguyên và Trúc Khôn đều bị đẩy ngược lại. Họ nhìn hồn thiên đế cười lạnh nói, tự bạo cửu phẩm bảo đan, thật là ra tay hào phóng nha. Tiếng nói vừa dứt thì hai người đã xuất hiện hai bên người hồn thiên đế, rồi thi triển thế công mãnh liệt vây lấy hắn. Phanh phanh. Đối diện với công kích của hai người, tất nhiên hồn thiên đế rơi vào hạ phong, tiến thoái lưỡng nan. Tuy hắn lộ ra vẻ chật vật nhưng hắn cũng hiểu tình huống bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thi triển năng lực đến mức tận cùng để kéo dài thời gian mà thôi. Cút. Sau vài lần va chạm, Trúc Khôn trở nên hung lệ, chỉ thấy hắn chợt gầm nhẹ một tiếng rồi hóa thành cự long dài vạn trượng. Chợt cự long hóa thành quang mang vàng tím nhanh như thiểm điện phối hợp với một trưởng của cổ nguyên, đánh lên thân thể hồn thiên đế. Phốc phốc. Ánh sáng vàng tím chói mắt lập tức xuyên thủng mặt ngoài đấu khí phòng ngự của hồn thiên đế, sau đó va chạm trực tiếp lên thân thể hắn. Lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra mấy ngàn trượng rồi mới chật vật ổn định lại được. Thu khi hồn thiên đế bị đánh bay ra thì hư vô thôn viêm cũng hét lớn một tiếng đế phẩm đan không hề phản kháng mà bị hút vào trong hóa đan hoàn thành một quang đoàn huyễn lệ cỡ đầu người chậm rãi lơ lửng trôi nổi thấy vậy hư vô thôn viêm liền vui mừng vẫy tay hóa đan hoàn bay tới tay hắn nhanh như thiểm điện nhưng ngay khi hắn sắp bắt được thì một thân ảnh xuất hiện tóm lấy trước hắn biến cố này làm hư vô thôn viêm cả kinh nhưng khi hắn nhìn rõ thì thấy đó là hồn thiên đế đang chật vật cực kỳ ánh mắt hư vô thôn viêm nhấp nháy một hồi đem đế phẩm đan giao ra đây, với tình trạng hiện giờ của ngươi, thì cho dù có hư vô thôn viêm hỗ trợ cũng không phải là đối thủ của bọn ta. Cổ nguyên nhẹ nhàng phân tích cho hồn thiên đế. Trúc Khôn ở một bên trận rãi siết chặt nắm tay, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào hồn thiên đế muốn đế phẩm đan sao. Hồn thiên đế lau vết máu ở khóe miệng rồi nhìn ánh sáng hoa mỹ của hóa đan hoàn. Nó tựa, như ánh sao trên giải ngân hà đang bao bọc toàn bộ năng lượng thiên địa bên trong. Hắn nở một nụ cười quỷ dị sau đó trước ánh mắt của mọi người, hắn nuốt quang đoàn huyễn lệ đó vào trong miệng. Hắn dám trực tiếp nuốt đế phẩm đan vào trong cơ thể, đây không phải là tự chuốc lấy diệt vong sao? Tên này điên rồi. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, đây là đế phẩm đan đó, năng lượng nó chứa bên trong khủng bố đến cực hạn. Chỉ sơ sẩy nhỏ là có thể phá vỡ cả thân thể lẫn linh hồn. Hồn Thiên Đế làm như vậy quả thật là tự tay cắt tiết rồi. Chương 1628, thất thủ. Hành động của Hồn Thiên Đế nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả hư vô thôn viêm ở sau lưng hắn cũng biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đế phẩm đan thì ai mà không muốn nhưng mà hắn lại không nghĩ tới hồn thiên đế, có thể lỗ mãng nuốt mất. Vô liêm sỉ. Thấy vậy, trúc khôn và cổ nguyên cũng xa sầm mặt, sát khí dâng lên quát lạnh, hồn thiên đế, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Ha ha, đâm đầu vào chỗ chết sao? Cũng chưa hẳn. Nghe vậy, hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười rất quỷ dị. Đồng thời lúc này thân thể hắn cũng bắt đầu nổi lên quang thải hoa mỹ, thương thế lúc trước đã khỏi hẳn thêm vào đó là năng lượng ở gn ba động chậm rãi thẩm thấu ra ngoài khi cảm nhận năng lượng khủng bố đó cổ nguyên và trúc khôn lại một lần nữa biến sắc năng lượng sổ đan đã bắt đầu bộc phát thực lực của hắn sẽ cường thịnh hơn mấy lần trong một thời gian ngắn tuy nhiên nếu hắn không khống chế nổi có thể nổ tan thân thể thậm chí là nổ cả linh hồn cổ nguyên chớp mắt một cái xóa đi vẻ bối rối rồi trầm giọng nói đừng cho hắn cơ hội luyện hóa chỉ cần bắt lấy hắn nhanh một chút là có thể bức đế phẩm đan ra Chúc Khôn ngưng trọng nói, động thủ. Nghe được tiếng quát của hắn, Cổ Nguyên cũng chỉ gật đầu. Thật ra khi chế ngự Đế phẩm Đan, thì đám Hồn Thiên Đế bọn hắn cũng đã chiếm tiện nghi lớn, cuối cùng hư vô thôn viêm xuất ra hóa Đan hoàn khắc chế thần uy của Đế phẩm Đan. suy Hai người động ý niệm thì thân thể cũng nhanh chóng vọt lên hướng tới Hồn Thiên Đế. Ha ha, các ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nhìn hai người phóng lên lần nữa, nhưng Hồn Thiên Đế không hề sợ hãi, hắn cười to rồi đánh ra hai quyền. Quỳnh khi hồn thiên đế đánh ra hai quyền, thì trên bầu trời xuất hiện hai cái khu vực chân không rộng mấy ngàn trượng. Cổ Nguyên và Trúc Khôn cảm nhận được rất nhiều kình phong kinh khủng đánh đến liền biến sắc, rồi vội vàng thi triển đấu khi đón lấy. Nhất thời hai tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Đang đang. Phong bạo đáng sợ nổ tung trước mặt hai người rồi hất họ bay về sau mấy trăm trượng, còn hồn thiên đế vẫn kiêu ngạo đứng giữa đất trời. Hơn nữa ba động phát ra từ thân thể hắn càng ngày càng khủng bố, Nhìn thấy cục diện trên bầu trời thay đổi, đám người Tiêu Viêm trở nên lo lắng. Không nghĩ rằng thực lực Hồn Thiên Đế sau khi nuốt sổ đan lại tăng mạnh đến như vậy. Hơn nữa mọi người đều hiểu lúc này mới chỉ là cường hóa bước đầu mà thôi, nếu như để cho hắn luyện hóa thuận lợi thì rất có thể hắn sẽ đặt chân vào cảnh giới Đấu Đế, lúc đó không còn cơ hội cho họ nữa rồi. Cổ Nguyên, lần tranh đoạt này thì chúng ta thắng rồi. Hồn Thiên Đế đạp bước hư không nhìn Cổ Nguyên và Trúc khôn rồi cười to, bao nhiêu năm chuẩn bị, bao nhiêu năm xây dựng và thực hiện kế hoạch rốt cuộc đã đi đến bước mấu chốt nhất. Chắc hẳn bây giờ ngươi cũng không dễ chịu gì. Chớ cao hứng quá sớm. Cổ nguyên cười lạnh nói. Nghe vậy hồn thiên đế không hề tức giận mà chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn khép hờ đôi mắt, khuôn mặt lộ vẻ đê mê sảng khoái. Loại lực lượng này thật hấp dẫn quá đi. Ngươi chịu nổi chứ. Hư vô thôn viêm ở phía sau không nhịn được hồi lên một tiếng. Nếu như hồn thiên đế thật sự bị nổ tan xác, thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của cổ nguyên và trúc khôn. Ngươi quá lỗ mãng rồi. Nói xong, hư vô thôn viêm cũng tỏ tỏa ra một chút lửa giận, bởi vì hành động nuốt đan dược này chính là cướp trên tay hắn. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng, hắn không vì đấu khí đang bành trướng trong thân thể mà lo lắng nghe thấy vậy. Ánh mắt hư vô thôn viêm nhấp nháy một hồi rồi, cũng chỉ có thể gật đầu một cái rồi hỏi, bây giờ nên làm gì? Bình yên rời đi là được. Hồn thiên đế cười nói, bộ dạng thong dong vô cùng giống như không coi cổ nguyên và trúc khôn vào trong mắt. Muốn đi, sao có thể dễ dàng như vậy cổ nguyên và trúc khôn cùng quát lên một tiếng rồi khởi động đấu khí toàn lực đánh tới hồn thiên đế nhưng mà hồn thiên đế lại chỉ vẫy nhẹ cánh tay liền có thể dễ dàng hóa giải thế công đó sau khi hắn ngăn cản thế công của hai người kia liền vẫy tay tạo ra một cổng không gian liệt phùng ầm 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 nhìn thấy thế hai người cổ nguyên và trúc khôn càng tấn công điên cuồng đấu khí ngưng luyện làm cho người ta run sợ tận tin gan đang điên cuồng công kích lên màn đấu khí phòng ngự của hồn thiên đế tạo ra những tia lửa ba động thật lớn. Hồn Thiên Đế không hề muốn phản công, hắn vung trưởng xuống phía dưới hút những cường giả hồn tộc, đến rồi ném vào trong không gian liệt phùng. Phanh phanh, cảm nhận được có ba động hủy diệt truyền tới từ sau lưng, da mặt Hồn Thiên Đế khẽ rung, có một tia máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Ngươi, nhìn thấy màn này, Hư Vô Thôn Viêm lập tức kinh hãi, xem ra tình huống thân thể của Hồn Thiên Đế không tốt như lời hắn nói. Đương nhiên việc ngạnh kháng thế công của hai gã cửu tinh đấu thánh, hậu kỳ đâu phải chuyện đơn giản cho dù có đế phẩm đan che chở đi nữa cổ nguyên ta nói rồi ván này chắc chắn ta sẽ thắng đợi đến lúc ta luyện hóa triệt để sổ đan thì cổ tộc lôi tộc viêm tộc thiên phủ liên minh cùng với thái hư cổ long tộc chắc chắn sẽ bị ta xóa sổ hồn thiên đế mạnh mẽ nuốt ngụ máu xuống rồi nhìn về đám người cổ nguyên lạnh lùng nói đi vừa nói xong hồn thiên đế nắm lấy bả vai hư vô thôn viêm rồi nhảy vào không gian liệt phùng thấy thế hư vô thôn viêm khẩn trương nói còn có ta mà, nhưng hắn chưa nói xong thì nhìn thấy trên thân thể hồn thiên đế, nổ va vài chỗ lập tức hiểu hắn không thể nào chiến đấu được nữa. Hư vô thôn viêm không cam lòng cắn răng nhảy vào không gian liệt phùng. Hống! Nhìn thấy hồn thiên đế nhảy vào không gian liệt phùng, cổ nguyên và trúc khôn gầm lên một tiếng, năng lượng triều tịch ở thiên địa điên cuồng khởi động rồi đuổi theo hồn thiên đế. Dầm rầm dầm! Triều tịch cuồng bạo đánh xuống nặng như thái sơn trúng lưng của hồn thiên đế, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt nhiều nơi trên thân thể bạo liệt ra chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành huyết nhân nhưng mà hắn lợi dụng lực đẩy của đòn này để nhanh chóng biến mất trong không gian liệt phùng cùng với hư vô thôn viêm sau đó cổng không gian cũng nhanh chóng tán đi xíu thân hình cổ nguyên nhanh chóng bay đến chỗ đó rồi dùng tay xé ra nhưng không thể tạo ra khe hở không gian được chết tiệt thấy vậy sắc mặt cổ nguyên và trúc khôn trở nên cực kỳ khó coi không gian này ổn định đến kinh người nếu muốn rời đi thì bọn họ chỉ có thể ra ngoài nhưng mà lúc đó đám người hồn thiên đế đã sớm cao chạy xa bay rồi. Hai người xa sầm mặt chậm rãi hạ xuống nhìn, qua đám người đang yên tĩnh bên dưới một lát, sau đó thở dài một hơi. Con gái, tên hỗn trứng kia quá giảo hoạt. Trúc Khôn nhìn tử nghiên. Hắn xoa xoa hai tay cười khổ nói. Tử nghiên nhìn hắn một lát rồi lại nhìn về phía tiêu viêm đang trầm mặc, nàng khẽ lắc đầu nói khẽ, làm sao bây giờ? Hồn thiên đế đã lấy được đế phẩm đan, nếu hắn luyện hóa thuận lợi thì rắc rối to, Bây giờ chúng ta đánh thẳng đến hồn giới. Lôi doanh giữ tợn nói. Nghe vậy, đám người liếc nhau một lát rồi chầm chậm, chậm gật đầu. Hôm nay chỉ còn một đường như vậy thôi. Tiêu viêm than nhẹ một tiếng. Hắn biết hồn thiên đế sẽ không ngu xuẩn. Cho nên với tình huống hiện tại hắn, sẽ không về hồn giới hoặc là sẽ thi triển thủ đoạn tướng hồn giới che giấu. Tuy nói ẩn tàng không gian cực kỳ phiền toái nhưng với bổn sự của hồn thiên đế thì không hề khó. Với lại hồn tộc đã chuẩn bị hơn ngàn năm chắc chắn đã đầy đủ mọi thứ rồi hy vọng là tên kia không thể luyện hóa được đế phẩm đan, nếu không thì, tiêu viêm thấp giọng nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn những người khác thì phát hiện họ đều mang vẻ mặt sầu lo. Một khi hồn thiên đế đột phá được thì trên thế giới này ai có thể cản hắn đây? Với tính cách có thủ tất báo của hắn thì những thế lực ở đây, chỉ có một đường là tiêu vong mà thôi. Suy nghĩ nhiều cũng vậy thôi, mau chóng triệu tập nhân mã chạy tới hồn giới, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đầy đủ mà tìm ra hồn thiên đế, không cho hắn có thời gian luyện hóa nói không chừng khi chúng ta động thủ thì hắn sẽ bị đế phẩm đan ép chết. Cổ Nguyên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người cũng gật đầu. A, à, đợi một chút. Thấy mọi người đang bắt đầu rút lui, ánh mắt trúc khôn lóe lên cười nói, đã đến nơi đây thì tự nhiên không thể về tay không. Các người hãy mở những tượng đá ở trong quảng trường này đem ra ngoài đi. Đám người tiêu viêm sững sờ rồi nhìn lại quảng trường đằng xa. Tuy rằng nơi này có rất nhiều dị hỏa nhưng phẩm cấp thấp. Còn những pho tượng kia khi đế phẩm sổ Đan bị bắt đi thì đã trở lại bình thường, chẳng có gì kỳ lạ cả. "Tùy ngươi vậy." Tâm tình Cổ Nguyên vẫn không tốt, hắn phất tay rồi quay người hướng lối ra lao đi. Đám người cũng nối đuôi đi theo. Tiêu Viêm đi sau cùng, hắn kỳ quái nhìn Trúc Khôn, lông mày hơi nhíu. "Lão Long Hoàng này sẽ không đi làm chuyện vô vị, chẳng lẽ quảng trường và tượng đá này có gì cổ quái sao?" Suy tư một lát không có kết quả gì, Tiêu Viêm liền cười híp mắt đi theo Trúc Khôn. Chương 1629 dã tâm của hồn thiên đế. Cuồng phong thét gào từng đợt bên trong ngọn núi, mọi người trong liên quân ai cũng đang tràn ngập những suy nghĩ khác nhau. Mà lúc này đám người cổ nguyên sắc mặt có chút khó coi, phía trước mặt là một cánh của một phế tích cực lớn. Tại phế tích này mơ hồ cảm ứng được những không gian dao động mơ hồ. Không gian thông đạo đi hồn giới đã bị phá hủy. Sắc mặt cổ nguyên âm trầm nhìn hết mọi người một lượt sau đó lại nói, mặt khác, ta đã thử dò xét. Không gian hồn tộc đã được che giấu rất tốt, xem ra bọn chúng đã sớm chuẩn bị sắc mặt tiêu viêm thoáng hiện vẻ ngưng trọng không nghĩ tới sẽ có cục diện ác liệt như thế hồn tộc đã mang không gian của họ giấu đi cứ như vậy cho dù có cường giả như cổ nguyên thì nhất thời cũng không có cách nào tìm được vị trí của chúng tuy biết hồn tộc không thể nào che giấu mãi được nhưng bọn chúng chỉ cần dợi đến lúc hồn thiên đế mang đế phẩm đan kia luyện hóa hoàn toàn đến lúc đó liên quân chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong chúng ta đã phái người đi dò xét tất cả các thông đạo của hồn giới Viêm tẫn nói. Cổ nguyên khẽ lắc đầu, nếu là hồn tộc đã có chuẩn bị tất nhiên sẽ không lưu lại sơ hở trí mạng này. Bọn họ lần này xuất động đại quân lại không thể tìm thấy cổng vào, có thể nói hành động lần này đã thất bại rồi. Hiện tại phải làm sao đây? Lôi doanh trầm mặt nói. Hiện tại, chỉ có thể đợi. Đành trông chờ vào vận khí có tốt hay không mà thôi. Cổ nguyên khẽ thở dài. Chờ cái gì? Lôi doanh ngẩn ra một lúc rồi nói. Luyện hóa đế phẩm đan cũng có xuất hiện tỷ lệ thất bại hiện tại việc duy nhất chúng ta có thể làm là cầu cho hắn luyện hóa thất bại mà thôi chỉ cần hắn không tiến vào cấp bậc đấu đế chúng ta sẽ còn cơ hội nhưng mà nếu hắn thành công thì cổ nguyên đang nói bỗng dừng lại thở dài lẩm bẩm thì đó là trời muốn chúng ta diệt vong mọi người yên lặng trong lòng liền xuất hiện cảm giác nặng nề bất lực bọn họ đã đến tình cảnh này rồi sao rút lui lưu lại một ít nhân lực để do thám nơi này cổ nguyên phất tay sau đó quay về phía sau chậm rãi bước đi Ta sẽ cố hết sức tìm ra phương vị của hồn giới, nếu vận khí tốt có thể sớm phát hiện. Đến lúc đó sẽ quyết định xem có nên được ăn cả ngã về không với chúng hay không. Cùng lắm là xông vào hồn giới, cùng bọn hắn chém giết, nghe Cổ Nguyên nói mọi người đều im lặng. Bọn họ đều hiểu được hiện tại đã không còn nhiều con đường cho họ lựa chọn. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời nhẹ thở ra một hơi. Chợt nhìn lại bóng dáng Cổ Nguyên phía xa đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Vì cổ đế động phủ, bát tộc đã nhiều lần phát động đấu tranh không nghĩ tới cuối cũng vẫn là hồn tộc chiếm đại tiện nghi đi thôi tiêu viêm nắm lấy bàn tay ngọc của huân nhi cùng thải lân lắc lắc đầu rồi cũng mang người lui lại đại quân liên quân dần dần rút lui khỏi vùng núi này tuy tin tức không lan truyền nhưng không khí trầm trọng đã lan truyền khắp liên quân đại quân cuối cùng rút về tổng bộ của thiên phủ liên minh tuy nói hành trình đi cổ đế động phủ đã thất bại nhưng liên quân vẫn chưa vì thế mà giải tán vì ai cũng hiểu được trước dã tâm của hồn thiên đế nếu liên thủ thì may ra còn một chút cơ hội sống sót nhưng nếu một khi giải tán thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa bởi vậy liên quân vẫn cố thủ ở thiên phủ liên minh tổng bộ mỗi lúc mỗi giây đều chú ý động tĩnh trên khắp trung châu trong thời gian này trong liên quân không ít người đang vô cùng lo lắng từng ngày từng ngày trôi qua nhưng cổ nguyên vẫn chưa tìm ra vị trí của hồn tộc khiến cho tâm trạng mỗi người không khỏi chìm xuống tình huống hiện tại nếu để cho hồn thiên đế luyện hóa nhiều thêm một ngày thì liên quân càng thêm nguy hiểm bất quá cho dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng bọn hắn cũng hiểu được cho dù có lo lắng hơn nữa thì cũng chẳng có lợi gì bên trong tinh giới tiêu viêm đang ngẩng đầu nhìn một vật khổng lồ đang lơ lửng ở phía xa trên bầu trời nó chính là vật trong cổ đế không gian mang về bên kia còn có một pho tượng đá cao vạn trượng tuy nhìn qua không có gì thần kỳ nhưng nhìn thể tích của nó cũng khiến không ít người phải rung động một tháng nhìn vật trên cao tiêu viêm không nhịn được thì thào tự nhủ đã một tháng trôi qua từ lúc hồn thiên đế cướp đi đế phẩm đan. Trong một tháng này, hồn tộc như bốc hơi khỏi nhân gian, không một tin tức nào truyền ra. Một số người ngoài lại tưởng là hồn tộc đã bị liên quân tiêu diệt, lại có không ít thế lực vì tin tức sai lệch đó mà tiến tới chúc mừng liên quân. Đối với những người này, đám người tiêu viêm không hề quá để tâm, chỉ sai người tiếp đãi qua loa rồi đuổi về. Tiêu viêm ca ca, từ phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, tiêu viêm ngoảng đầu nhìn về phía sau, cũng khẽ mỉm cười. Cổ bá phụ có tin tức gì mới không?" Tiêu Viêm buộc miệng hỏi. Nhìn thấy Huân Nhi khẽ lắc đầu không đáp, lúc này hắn mới khẽ nhắm mắt lại, thở một hơi dài mang theo nỗi thất vọng nặng nề. Trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác mệt mỏi. Đứng trước mặt Tiêu Viêm, nhìn khuôn mặt người thanh niên mình yêu tràn ngập nét mệt mỏi. Huân Nhi nhẹ nhàng ngã vào ngực hắn, ngọc thủ ôn nhu nhẹ nhàng xoa hai bên huyệt thái dương của Tiêu Viêm như muốn giúp hắn hóa giải đi một ít ưu phiền. Ngửi nhẹ mùi hương mê người từ trên cơ thể Huân Nhi, song trưởng của tiêu viêm giãn ra ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại vùi mặt vào mái tóc đen láy của huân nhi rồi lẩm bẩm nói cố gắng nhiều năm như vậy rồi cuối cùng vãn phải thất bại thật sao tiêu viêm ca ca quả thực rất rất giỏi huân nhi mỉm cười nhẹ giọng nói mặc kệ kết quả cuối cùng có như thế nào nhưng tiêu viêm ca ca ở trong lòng tất cả mọi người ca đều rất giỏi rất thành công rõ ràng là thất bại tiêu viêm cười khổ nói Tiêu Viêm ca ca trước kia không phải đã từng nói cầm được thì phải buông được, thuận theo tự nhiên mới là người tự do tự tại sao?" Huân Nhi nhẹ nhàng nói, "Hiện tại cũng không phải là quá khứ a, à, hiện tại nếu nói buông bỏ nhưng còn có Thiên phủ liên minh, thậm chí cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc." Tiêu Viêm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời cao, chậm chậm nói, "Có những việc, đôi khi có thể nắm lấy nhưng vĩnh viễn không thể buông bỏ." Nhìn Tiêu Viêm lần nữa lấy lại tự tin, khuôn mặt trời nên kiên nghị. Huân Nhi khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, càng giúp sâu vào lòng Tiêu Viêm, trên khuôn mặt tươi cười hiện lên vẻ đẹp kinh tâm động phách. "Tiêu Viêm ca ca, nhất định chúng ta sẽ thành công." Thời gian như nước chảy, lại nửa tháng nữa trôi qua, nỗi bất an trong lòng mọi người cũng trôi dần theo. Hồn tộc thì vẫn im hơi lặng tiếng giống như là đã hoàn toàn bốc hơi. Bên trong đại điện của liên minh, tầng lớp cao tầng của liên quân vẫn ngồi đó im lặng. Trong ánh mắt mỗi người đều hiện rõ vẻ âu sầu lo lắng, mỗi ngày trôi qua trong lòng bọn lại càng thêm lo lắng. Nhìn không khí âm trầm nơi đại điện, tiêu viêm cũng chỉ biết thở dài một hơi. Lúc này làm việc gì cũng vô ích, chỉ có thể ngồi chờ đợi hồn tộc xuất hiện. Cảm giác này làm cho người ta thật sự rất khó chịu, con mẹ nó, cái bọn vô liêm sỉ này đến bây giờ còn chưa ló mặt ra. Muốn chiến thì chiến thôi, ta và lôi tộc sẽ cùng hắn chiến tới cùng, thật là tức chết được. Lôi doanh mạnh mẽ xuất trưởng đánh xuống cái bàn gần đó khiến nó bị chấn thành bột phấn, rồi hắn đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, ai chiến với ngươi ngươi với ai đi chiến viêm tẫn ngồi một bên nhướng mày nói lôi doanh tức xì khói nghiến chặt răng nhưng thực ra vẫn còn lý trí tức thì đặt mông ngồi xuống hồn tộc trốn tránh mãi đến bây giờ vẫn không xuất hiện hắn có thể tìm ai mà chiến đây chứ các vị tiền bối tiêu viêm nhìn quanh đại điện vừa muốn mở miệng để chấn an mọi người thì không gian trong đại điện giao động một trận sau đó thân hình của cổ nguyên hiện ra nhìn thấy cổ nguyên xuất hiện mọi người đều mạnh mẽ đứng dậy gấp gáp hỏi, có tin tức gì mới không? Sắc mặt cổ nguyên nghiêm túc dị thường, hắn chậm rãi gật đầu, nhưng chưa chờ mọi người cao hứng hắn lại tiếp tục nói, đã phát hiện ra phương vị của hồn giới ẩn nấp nhưng, bất quá, đã muộn mất rồi. Nghe được những lời này từ miệng cổ nguyên, mọi người như bị rội một gáo nước lạnh. Trên khuôn mặt vẻ hưng phấn còn chưa kịp phát tác lại bị chìm xuống nặng nề. Cổ bá phụ những lời người nói thật ra là sao? Tiêu viêm trần chờ một chút cuối cùng cũng mở miệng hỏi. Cổ Nguyên thở dài, ánh mắt hướng về phía bầu trời Trung Châu. Cùng lúc này, khi ánh mắt Cổ Nguyên lướt qua thì bầu trời đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lúc này đám người Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra dị tượng phía trên kia, lập tức vội vàng đi ra đại điện, nhìn lên bầu trời ở phía xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đen. Nó lấy tốc độ kinh người mở rộng ra, rồi bao phủ toàn bộ Trung Châu. Rầm rầm oanh, cùng lúc xuất hiện dị tượng, toàn bộ năng lượng của Trung Châu như bị ai đun sôi trào lên, Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời phía trên đó. Dưới ánh mắt của hàng vạn người ở Trung Châu, hào quang màu đen từ từ bay cao cuối cùng hóa thành một cái đỉnh khổng lồ, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Cái đỉnh này có thể tích không thể nào hình dung được, giống như toàn bộ Trung Châu đều bị nó bao bọc bên trong. Cái này, quá, nhìn dị tượng trên không, đám người Tiêu Viêm sắc mặt biến động mạnh mẽ. Tại quang mang vô cùng tận kia, bọn họ cảm nhận được mùi vị quen thuộc, đó là hồn thiên đế hồn thiên đế cùng đế phẩm đan tiến vào bước đầu dung hợp. Hắn hiện tại lấy trung châu làm đỉnh, sinh linh làm nguyên liệu, thiên địa làm hỏa, thân thể làm đan. Cổ Nguyên nắm chặt bàn tay, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mỗi người. Đây là hắn tính toán mang đế phẩm đan kia chân chính luyện chế thành thành phẩm đế đan, mà khi đan thành cũng là lúc hắn tiến vào đấu đế. Hồn Thiên Đế, chúng ta khinh thường dã tâm của ngươi. Chương 1630, khó khăn ở Trung Châu. Hờ, nghe những lời này của cổ nguyên mọi người ở đây như hít phải một hơi lãnh khí trong mắt đã xuất hiện vẻ kinh hãi luyện chế đế phẩm đan dược bổn sự bực này hiện nay trong thiên địa thật sự còn có người làm được sao hồn thiên đế cũng không phải là luyện dược sư làm sao hắn có thể chứ đan dược đã được luyện thành hình chính là đã tiến vào bước đầu của giai đoạn kết đan còn những giai đoạn trước đã được đà xá cổ để hoàn thành rồi nếu hồn thiên đế có thể hoàn thành bước cuối cùng này đem đế phẩm đan luyện thành chính phẩm đan dược thì cũng không phải là việc không thể làm được. Tiêu viêm chậm rãi nói, chúng ta đã quá xem thường giã tâm của hồn thiên đế. Đế phẩm đan kia tuy cường đại, nhưng vẫn còn xuất hiện tỷ lệ khiến hắn dung hợp thất bại. Nhưng nếu hắn luyện chế được nó thành chính phẩm đan dược, thì cái tỷ lệ thất bại kia gần như sẽ không xuất hiện. Có thể nói chỉ cần hắn luyện thành chính phẩm đan dược, thì hắn có thể từng bước phá bỏ được bức tường. Hàng ngàn năm nay ngăn cách con đường bước lên cấp bậc đấu, đế. Nghe được những lời này, vị đệ nhất đấu khí đại lục luyện dược sư vốn, trong lòng đang đầy nghi ngờ bỗng vô lực ngồi xuống. Nguyên lai like cái hồn thiên đế cần không chỉ là đế phẩm, đan mà chính là một quả chính phẩm đan dược, chân chính đan dược. Như vậy hiện tại không phải là thời cơ cho chúng ta ra tay sao? Nếu hắn muốn hoàn thành đế phẩm đan thành chính đan thì chắc chắn phải hiện thân. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau liên thủ đánh bại hắn." Lôi Doanh trầm giọng nói, "Hiện tại hồn thiên đế không biết sử dụng loại bí pháp nào, hắn đã đem đế phẩm đan cùng hắn dung hợp hoàn toàn, thực lực của hắn bây giờ cho dù ta cùng chúc khôn, liên thủ cũng chỉ sợ là khó lòng ngăn cản được. Cổ Nguyên lắc đầu, trầm ngâm một lúc lại nói, ta nghĩ, nếu như bây giờ không phải thời khắc mấu chốt trọng yếu nhất của luyện chế đan dược, thì hồn tộc chỉ sợ đã sớm động binh, nghe vậy, trong lòng mọi người chợt trùn xuống, cục diện ngày càng trở nên bất lợi cho liên minh. Lúc đầu còn tương đương lực lượng với nhau, thậm chí sau khi Trúc Khôn xuất hiện, liên quân đã chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng được bao lâu thì, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt đứng nhìn hắn luyện chế đan dược thành công sao? Hiện tại nếu hợp lực tất cả mọi người lại thì may ra vẫn còn chút ít cơ hội. Chứ một khi đan dược đã luyện thành thì hồn thiên đế thật sự vô đối rồi, đến lúc đó thì Lôi Doanh trầm trọng nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý, hiện tại cục diện đã xấu đến cực điểm, nếu còn không hành động thì không thể cứu vãn được nữa rồi. Cổ Nguyên chắp hai tay phía sau nhìn chằm chằm không gian biến hóa phía trên, trầm ngâm nói, không cần nóng vội, hiện tại chúng ta cứ chờ xem. Luyện chế đan dược đâu phải là chuyện một ngày một khắc có thể làm được chúng ta cần tìm thời có tốt nhất để hành động nghe vậy mọi người cũng miễn cưỡng gật đầu tuy nói cục diện đã là cực xấu nhưng cũng không thể tự mình làm dối mình tại thời khác này ở trung châu cũng gây ra không ít xôn xao mà nguyên nhân cũng chính là trên bầu trời bỗng nhiên hình thành một quang đỉnh cực lớn bên trong lại phát ra những dao động mơ hồ làm cho không ít cường giả cảm thấy bất an quang đỉnh sau khi xuất hiện chừng nửa ngày đột nhiên bộc phát ra những tia hắc mang những tia sáng này chằn chịt giống như mạng nhện chẳng mấy chốc trên bầu trời hình thành một trận pháp hình thái cực kỳ khổng lồ, mà ở trung tâm thái cực một nhân ảnh đạo trưởng bất ngờ xuất hiện, Hồn Thiên Đế. Nhân ảnh vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đám người cổ nguyên. Ánh mắt mọi người gắt gao ngưng trọng nhìn đại trận phía trên. Cổ Nguyên, hiện tại có phải đã hối hận vì khi trước từ chối hợp tác với ta không? Một ánh mắt nơi trung tâm đại trận như xuyên thấu thời không nhìn về một nơi nào đó ở Trung Châu, giọng nói mơ hồ vang vọng cả Trung Châu mang theo uy áp cực kỳ khủng bố. Cổ nguyên mặt trầm như nước, song trưởng nắm chặt lại không nói được một lời nào. Ngàn năm bố trí cuối cùng cũng có hiệu quả a, à. ngàn năm tranh đoạt cuối cùng thắng lợi cũng nằm trong tầm tay ta. Cùng lúc này, trận pháp kia đột nhiên bắn ra vô số đạo quang trụ, những quang trụ này bắn về phía đại địa khắp mọi nơi ở Trung Châu. Oanh long long, khi những quang trụ bắn vào đại địa thì cả Trung Châu như gặp phải những cơn địa chấn cực mạnh. Ở một nơi nào đó trên Trung Châu, tại một tòa thành thị sừng sững, bên trong thành thị nhân số khá đông đảo sinh khí bừng bừng, xem ra cũng là một tòa thành thị phồn hoa. Oanh! Một tiếng động cực lớn vang lên, ngay khi đại địa bắt đầu rung chuyển, một cái khe thật lớn đột nhiên xuất hiện bên trong thành thị, nó nhanh chóng mở rộng, lan nhanh cực điểm. Những cường giả chưa kịp phản ứng vội vàng bay lên không trung. Nhưng ngay lúc này cột ánh sáng phá đất xông ra, bao phủ toàn bộ thành thị ở bên trong. Bang bang phanh! Khi cột ánh sáng hắc ám này bao phủ, bên trong thành thị từng đạo nhân ảnh đột nhiên nổ mạnh, huyết nhục bạo liệt văng khắp nơi biến cố bất ngờ xảy ra làm cho tất cả mọi người như ngây dại. Nhìn từng đoàn từng đoàn huyết vụ, một nỗi kinh sợ nhanh chóng sinh ra trong lòng bọn họ rồi bừng lên mạnh mẽ, như thủy triều. Lúc này thành thị lâm vào cảnh đại loạn, tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy, một số cường giả lại bay lên không tìm đường ra, nhưng không đợi bọn hắn đào thoát thành công, cơn sóng tự bạo kia nhanh chóng lan ra, chỉ trong chốc lát huyết vụ tràn ngập khắp thành thị. Huyết tương sỉnh sịch cùng với nhục thể nát tan tràn ngập phân nữa một tòa thành thị, khi cột ánh sáng hắc ám bao bọc tòa thành thị đó, một dòng huyết sắc chậm rãi bốc lên hóa thành cột ánh sáng đỏ sẫm bay về phía chân trời, nơi có trận pháp thủ hộ. Cột huyết quang vừa phóng ra thì cột ánh sáng hắc ám kia cũng nhanh chóng tiêu tán. Mùi máu tươi nồng đậm bốc lên khiến người khác hít phải đều muốn nôn mửa hát xì. Tại phía trước cổng thành, một đoàn nhân mã đang hướng về phía cổng thành đi tới. Trên khuôn mặt mỗi người ý cười còn chưa dứt. Cổng thành vừa mở ra, mùi máu bốc lên nồng nặc, Đồng tử trong mắt mỗi người đều mãnh liệt hiện lên những tơ máu chằn chịt. Ngay sau đó từng tiếng thét thê lương vang vong khắp nơi. Cũng giống như thành thị này, tại những nơi khác ở Trung Châu cũng không ít nơi diễn ra như thế. Một thời gian sau, mùi huyết khí nồng đậm cơ hồ tràn ngập phiến không gian phía trên Trung Châu. Ngay cả trong không khí cũng đều bị hòa trọn với máu tươi. Toàn bộ Trung Châu đều bị loạn cả lên ở một tòa thành cách tổng bộ của Liên minh không xa, ở lưng trừng không đám người tiêu viêm cùng cổ nguyên đang nhìn cảnh huyết tinh phía bên dưới, trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh tâm cùng tức giận. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Viêm tãn hít một hơi lãnh khí, rồi nói, khuôn mặt cổ nguyên tái xanh đi, tay áo vừa vung lên, thì phía bên trong thành thị nơi cái khe nứt tràn đầy tinh huyết bỗng nhiên bị thổi giạt, ra. Khi cái khe kia hiện ra thì phía dưới đáy cũng hiện ra một trận pháp bằng huyết sắc. Bên trong trận pháp xương cốt trắng hiếu dày đặc ngổn ngang khắp nơi. Một cỗ khí tức âm lệ sông lên cao, Phệ Linh Tuyệt sinh trận, nhìn trận pháp được che giấu dưới nền đất, Viêm Tẫn cùng đám người nhất thời đều cảm thấy khiếp sợ, thất thanh kêu lên. Thủ đoạn thật quá độc ác, lôi doanh nghiến răng gầm nhẹ. Phệ Linh Tuyệt sinh trận chính là trận pháp âm độc nhất tồn tại từ thời viễn cổ. Trận pháp này nếu đủ lớn để bao phủ, thì tất cả sinh linh trong đó đều không thể tồn tại. Huyết nhục điều hóa thành bọt nước, mạnh mẽ hút lấy năng lượng, bởi vì trận pháp này quá mức âm độc và tàn nhẫn không thể tưởng tượng được hồn tộc cư nhiên dám thi triển trận pháp này xem ra đó là trận pháp bí mật do hồn điện bố trí hồn điện bên ngoài thì nói là thu thập linh hồn nhưng không ngờ lại lén lút bố trí không ít vệ linh tuyệt sinh trận cổ nguyên âm trầm nói vì cái ngày này hồn tộc quả nhiên đã chuẩn bị rất chu toàn đã có nhiều vệ linh tuyệt sinh trận như vậy việc mạnh mẽ hấp thu năng lượng sinh lực kiểu này sẽ giúp cho tốc độ luyện đan của hồn thiên đế nhanh hơn không ít tiêu viêm ngẩng đầu nhìn trận pháp to lớn trên bầu trời chầm ngâm nói, nhưng bất quá Phệ Linh Tuyệt Sinh trận này cũng cần một năng lượng cực kỳ khổng lồ để khởi động, huống chi số lượng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận lại nhiều như thế, ta nghĩ lúc này hồn tộc cũng đang tổn hao rất nhiều lực lượng. Xem ra bọn hắn muốn dồn sức đánh một trận sống mái rồi. Mau chóng trở về lập kế hoạch mới. Hồn tộc đã tiến hành đồ sát như thế này, cũng chính là trở thành đại địch chung của tất cả mọi người ở Trung Châu. Nếu tập hợp được tất cả mọi người thì may ra vẫn có thể chiến một trận cổ nguyên phất tay sau đó hướng về phía tổng bộ lao đi mọi người cũng vội vàng trở về nhìn theo bóng dáng mọi người tiêu viêm khẽ thở dài tuy nói nhiều người góp sức có thể có được lực lượng lớn nhưng nếu hồn thiên đế thật sự tiến vào cảnh giới đấu đế thì chỉ một mình hắn cũng có thể cùng thiên hạ trung châu quần chiến rồi đó mới chính là chỗ đáng sợ của cấp bậc đấu đế xem ra hết thảy mọi việc cũng chỉ có thể làm hết sức a à, mọi người vừa trở lại tổng bộ lại nhìn thấy người đã mất tích hơn nữa tháng nay chúc khôn Hắn đang đứng bên ngoài đại điện, phía sau hắn còn có Tử Nghiên. Không nghĩ tới tên kia còn nhiều ám chiêu như thế này, vừa thấy đám người Tiêu Viêm bước vào, Trúc Khôn cũng thở dài một hơi nặng nề. Hiển nhiên cũng đã cảm ứng được thủ đoạn của Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên im lặng gật đầu, trầm mặc nói, hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm và liên minh với một số người. Chúng ta phải đánh nát cái đại trận quái quỷ trên không kia, chỉ cần đập tan nó thì dã tâm của hắn sẽ phải chấm dứt tại đây bất quá những lời nói này của hắn vừa nói ra cũng chỉ biết cười khổ những cường giả tầm thường thì trong mắt hồn thiên đế chẳng khác nào con sâu cái kiến chỉ sợ con sâu cái kiến cũng không bằng nhưng còn những cường giả giống như bọn họ thì phóng mắt khắp trung châu khắp đấu khí đại lục có thể tìm ra được bao nhiêu đây hiện tại cũng chỉ có biện pháp này thôi nếu một khi để cho hắn bước chân vào cấp bậc đấu đế thì tất cả cố gắng trước đây đều xong rồi tiêu viêm cười khổ Trúc Khôn trầm mặt không nói gì, hắn theo thói quen lại đưa tay chắp ở phía sau. Sau đó một lúc lâu lại nhìn về phía Tử Nghiên, lúc này mới hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, cũng không phải là là không còn cách khác. Nếu hắn có thể tiến vào đấu đế thì chúng ta ở đây cũng có thể tạo ra một đấu đế khác,